Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và Tú Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi bộ truyện Máu đàn bà được viết bởi tác giả Phạm Xuân. Thưa quý vị, sau khi theo dõi tập 2 của bộ truyện này, thì chúng ta đã thấy được bộ mặt lăng loàn, trắc nết và độc ác của nhân vật Ái Liên. Vì để thỏa mãn những dục vọng của bản thân, cô ta đã không ngần ngại dùng thuốc để đầu độc chính người chồng đầu ấp tay gối của mình. Và trong tập truyện ngày hôm nay, nhân vật Ái Liên và nhân vật Năm sẽ càng làm ra những trò độc ác và ghê tởm hơn thế nữa. Liệu rằng đó là gì? Và liệu rằng Đạt làm thế nào để có thể đối phó với người vợ độc ác xấu xa? Thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Em đi khám ở đâu thế? Anh thấy không tin tưởng chỗ đó. Đã hơn tháng rồi mà vẫn chưa khỏi là sao chứ? Anh sẽ nhờ bạn anh giới thiệu và đưa em tới chỗ uy tín. Ái Liên từ chối. Thôi thôi, để em tự đi cũng được. Anh đến mấy chỗ đó làm gì chứ? Thì anh đưa vợ anh đi chữa bệnh có sao đâu. Ý anh là... Đạt nhìn vợ với vẻ lo lắng. Phụ nữ có thể bị lãnh cảm đó em à? Ái Liên kêu lên. Không phải em bị lãnh cảm gì đâu, anh đừng hiểu nhầm. Đạt ngáp dài, anh không buồn đưa tay lên che. Anh lắc đầu. Lại buồn ngủ rồi, anh đi ngủ đây. Vậy em ngủ với anh nha. Ừ, anh đã kiểm tra hai đứa nhỏ. Chúng học xong đã lên giường ngủ. Em khỏi phải lên kiểm tra lại. Vâng. Đạt lên giường một lát đã ngủ ngay. Tiếng ngáy đều đều nhẹ nhẹ. Ái Liên buồn màng xuống, nằm một lát bên chồng. Đến khi chắc chắn Đạt đã ngủ, cô lại rón rén ngồi dậy. Nhưng cô vừa đến cửa đã nghe tiếng Đạt. Ái Liên, em đi đâu thế? Ái Liên giật mình đứng khựng lại, rồi cô nhẹ nhàng trở lại giường ngủ, định giải thích cho Đạt biết hành động của cô vừa rồi. Ái Liên vén màn lên nhìn vào trong. Đạt vẫn đang ngủ, đôi mắt anh nhắm nghiền. Có lẽ chỉ là một câu thốt ra trong lúc mơ ngủ. Nhưng Ái Liên lại lo lắng, không dám rời đi. Cô nằm xuống bên cạnh Đạt. 10 phút, 20 phút, rồi nửa tiếng trôi qua. Đạt vẫn ngủ yên. Tiếng ngáy đều đều của chồng làm cho Ái Liên cảm thấy khó chịu. Tin nhắn của Năm mỗi lúc một nhiều, Ái Liên càng thêm sốt ruột. Cho đến khi nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, Ái Liên không dừng được. Cô quyết định sang công ty với Năm. Như mọi lần, chỉ cần Ái Liên gõ ba cái rồi theo ám hiệu là cánh cửa hồng đã mở ra. Năm lại kéo tay vô vào trong. Năm toàn hôn Ái Liên thì cô vội tránh. Năm ngạc nhiên nhìn. Hôm nay em làm sao thế? Em có chuyện gì không vui à? Ái Liên lẳng lặng vào phòng Năm. Cô ngồi xuống giường, ngước mắt nhìn Năm. Em có chuyện này muốn báo với anh. Năm ngồi xuống bên Ái Liên, nhẹ nhàng cầm tay cô. Có chuyện gì em nói ra đi. Ái Liên nhìn Năm, tự dưng mắt cô ngần ngấn nước. Năm hoảng hốt. Đạt đã biết chuyện của chúng mình rồi, có phải không? Ái Liên lắc đầu. Không phải. Vậy là chuyện gì? Em nói ra anh đừng ngạc nhiên. Em chỉ muốn nói chúng ta đã có con với nhau. Năm sững sờ lắp bắp. Em nói sao? Chúng mình có con với nhau sao? Đúng. Năm nhìn Ái Liên bằng ánh mắt nghi ngờ. Em có chắc là con anh không? Ái Liên giận dỗi quay mặt đi. Em tưởng anh sẽ vui, không ngờ anh có thể hỏi em như thế. Không con anh thì con ai? Cả tháng này em với anh Đạt đâu có làm chuyện đó. Em phải nói bị bệnh, không cho anh ấy gần gũi với em. Vậy mà anh lại không tin em. Năm ôm người tình bảo. Anh xin lỗi, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn biết cho rõ ràng thôi. Em à, chắc chắn em có thai rồi sao? Em đã thử que hai lần, đều là hai vạch. Năm có vẻ lo lắng. Vậy chúng mình phải làm sao đây? Ái Liên thở dài nói. Vậy nên hôm nay em mới hẹn anh ra đây.
Tạm thời em sẽ không sang đây một thời gian. Năm ngắt lời người tình. Em nói như vậy là sao chứ? Là em sẽ ăn ngủ với hắn sao? Anh ghen à? Tại sao không? Bây giờ em đã là người đàn bà của anh. Anh không có quyền được ghen sao? Nhưng em không thể ly dị với anh Đạt. Tại sao lại không thể? Chúng mình yêu nhau, lại có con với nhau. Ái Liên cười nhạt. Anh muốn chúng mình ra đường với hai bàn tay trắng sao? Với lại anh cũng còn bà vợ ở quê. Anh quên rồi à? Năm ôm đầu. Làm sao bây giờ đây? Ái Liên nhìn Năm âu yếm. Em biết nói ra làm khó cho anh, nhưng chúng ta cần hợp pháp hóa cái thai. Chỉ có em với anh biết nó là con anh, còn với Đạt, nó phải là con của anh ta. Sau này nó sẽ được kế thừa như anh chị của nó, anh hiểu chưa? Hiểu, anh hiểu. Muốn vậy em phải ăn nằm với anh Đạt, anh ấy mới tin chứ. Năm lại kéo Ái Liên ôm cô sát vào lòng, bàn tay anh ta lại bắt đầu sờ soạng trên da thịt người tình. Nhưng hình như đêm nay Ái Liên không có hứng thú, cô lại hất tay Nam ra khỏi người mình. Hôm nay anh cố nhịn đi, em không muốn đứa con trong bụng có vấn đề đâu. Nam nhìn người tình bằng ánh mắt thèm khát. Ái Liên, thời gian tới không có em bên cạnh, sao anh chịu nổi đây? Bây giờ em sang đây rồi, cho anh một lần này thôi. Không đợi Ái Liên trả lời, Nam đã đưa môi áp lên môi cô. Bàn tay anh sờ đúng những nơi nhạy cảm nhất trên thân thể của Ái Liên. Ái Liên cố hất tay anh ra, nhưng đôi bàn tay mụ mị của Năm làm cô thất bại. Những tiếng rền rĩ thích thú phát ra từ miệng cô. Năm nhẹ nhàng cởi hết quần áo của hai người. Cả hai cơ thể lập tức quấn vào nhau, không thể tách rời. Khi cả hai gần đạt đến mức thăng hoa, đột nhiên có tiếng động nhẹ nhàng bên ngoài. Ái Liên hốt hoảng rời khỏi Năm. Năm cũng giật mình vơ vội quần áo. Năm rón rén bước ra, anh ta phát hiện một con mèo đang đứng gần cửa sổ. Thấy Năm, nó phóc ra ngoài, để lại tiếng kêu meo meo rất đáng ghét. Năm lấy đèn pin đi soi một vòng, không thấy gì khả nghi. Anh ta quay lại phòng mình, nhưng Ái Liên đã mặc lại quần áo. Cô nói với Năm, em về đây. Chỉ là con mèo, em không còn thấy hứng thú nữa. Năm đành phải gật đầu. Vậy em về đi, đừng lo lắng gì cả. Anh luôn yêu em và sẽ làm mọi việc vì em. Ái Liên nhón gót hôn lên trán người tình trước khi quay về. Cô ta lặng lẽ đi theo cửa sau nhà. Sau khi Ái Liên đóng cửa, vô tình gây ra tiếng động. Trong đêm khuya, tiếng động nghe rõ mồn một. Ái Liên sợ hãi đứng lại trong hơn một phút. Sau đó cô từ từ về phòng ngủ. Cô mở cửa ra, bước vào và thở nhẹ nhõm. Dưới ánh sáng của ngọn đèn ngủ, Năm vẫn đang ngủ say. Ái Liên bước lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh. Mấy ngày sau, Ái Liên chủ động chuyện ân ái với chồng, dù không có hứng thú với Đạt. Nhưng khi ở bên chồng, Ái Liên vẫn nhắm mắt, tưởng tượng đó là Năm, và bực bội vì Đạt không có đủ các chiêu trò để làm cô mê đắm. Nhưng rồi Ái Liên cũng nhớ tới mục đích của bản thân. Phải để Đạt không nghi ngờ gì về cái thai cô đang mang. Đạt không nghi ngờ gì vợ, anh chỉ buông một câu. Bây giờ em mới đúng lại là em của ngày xưa. Chứ mấy tháng rồi anh thấy em cứ như người khác. Ái Liên lại cảm thấy có chút chột dạ, nhưng cô nói cứng. Em lúc nào cũng chẳng là em. Chỉ là có anh thay đổi thôi. Đạt cười bảo. Thấy em có vẻ lơ là chuyện vợ chồng, không giống với trước đây. Anh tưởng em không còn thương anh. Ái Liên thanh minh. Là vì em có bệnh trong người, em không muốn lây sang cho anh, vậy mà anh lại nói em lơ là. Mà trước đây em thấy anh có mặn mà chuyện ấy đâu, lúc nào cũng như bị bắt buộc, chán chết đi được. Anh xin lỗi, bây giờ anh đã chữa bệnh xong, phong độ cũng đã gần lấy lại. Thế sao? Em không nhận ra sự tiến bộ của anh sao? Có một chút. Hằng đêm Ái Liên không cho chồng uống thuốc nữa, đã khó ngủ hơn trước, nhưng tinh thần có vẻ sảng khoái. Làm việc trở lại năng động như lúc chưa dùng thuốc. Đã không nghi ngờ gì chuyện mình bị cắt thuốc do Ái Liên đã cho anh uống loại vitamin C thực sự hàng ngày. Về phía Nam, ăn quen mà nhìn không quen, anh ta không có cơ hội được gần gũi với Ái Liên, vẻ mặt xuống sắc trông thấy. Đạt phải buộc Nam đi khám cùng với anh, nhưng Nam
chỉ có mỡ máu cao, còn lại các chỉ số xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường. Trong bữa cơm trưa, Nam cười cười nói với Đạt. Em đã nói với anh rồi, em là người đàn ông khỏe mạnh. Đạt thở ra. Tôi lại thấy dạo này cậu như người có bệnh, kiểm tra cho chắc đi. Kết quả như vậy tôi cũng mừng. Nam liếc về phía Ái Liên thật nhanh. Chẳng qua cũng lâu rồi em không về nhà, để thấy nhớ nhà chút thôi. Đạt cười bảo. Nhớ vợ thì nói thẳng ra đi, làm gì mà nhớ nhà. Chiều nay cậu về nhà đi, tôi cho phép cậu nghỉ 3 ngày luôn, tha hồ mà hú hí với vợ con được chưa? Ái Liên nhíu mày bảo. Anh cho cậu Nam nghỉ 3 ngày, vậy công việc của cậu ấy ở công ty ai thay đấy? Hồi không có cậu ta, công việc vẫn trôi chảy cơ mà. Ái Liên trợn mắt. Anh đừng có nói là anh lại phải lái xe chở hàng cho khách nghe. Anh sẽ điều anh lái xe của 2 chi nhánh kia sang. Còn nếu bên ấy bận quá, anh lái cũng được. Nam nhìn Đạt. Thôi, chiều nay em có mấy chuyến hàng. Tối anh cho em mượn xe filter. Em về nhà rồi tối mai em lại lên. Đạt cười bảo. Cậu hỏi chị cậu đi, xem cô ấy có đi đâu không. Ái Liên nhíu mày. Mượn xe cũng được, nhưng nhớ phải lên đúng hẹn. Tôi còn đi chỗ này chỗ kia. Đạt không bằng lòng. Em đi đâu để anh đưa đi, cứ để cho cậu ấy nghỉ 3 ngày đi. Nam gãi gãi đầu. Thôi anh ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Cùng lắm sáng mốt em sẽ lên. Cậu đã nói như thế thì tùy cậu. Lúc nào cần gì cậu cứ nói với tôi, đừng ngại ngùng, chúng ta là bạn bè tốt nhất. Nam nhìn Đạt với ánh mắt biết ơn. Cảm ơn anh. Ái Liên liếc nhìn Nam với vẻ không vừa ý, nhưng cô cũng không nói gì thêm. Tối hôm đó, khi Nam rời đi, Ái Liên bực bội ra mặt. Đến nỗi Đạt cũng nhận ra điều đó. Đạt nhíu mày. Em làm sao thế? Cậu Nam làm việc rất tốt, lâu lâu phải để cho anh ta nghỉ phép chứ. Em đâu có nói gì đâu. Em không nói ra miệng, nhưng vẻ mặt của em nói lên sự không hài lòng cho phép Nam nghỉ. Ái Liên giả lả. Tại em mệt quá, chứ không có gì cả. Đạt lo lắng. Em mệt ở đâu? Dạ không, có lẽ do thời tiết thay đổi thôi. Đạt nhìn vợ. Em ăn uống nhiều vào, trưa nay thấy em chỉ ăn 1 chén cơm. Anh để ý như thế à? Đạt cười. Đương nhiên anh phải quan tâm tới vợ anh rồi. Ái Liên không vui, nhưng cô cũng gượng cười, trong lòng cô cảm thấy bất an. Cứ tưởng tượng cảnh Nam và vợ anh ta ân ái bên nhau, Ái Liên lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cứ như có người đang cướp người đàn ông của mình. Ái Liên giật mình nhận ra cô đã thực sự yêu Nam và đang ghen ngược với Nam. Tối hôm đó, Nam trở lại như đã hẹn, Nam đến lúc cả nhà đã ăn cơm xong. Dương và Ái Thu đang chuẩn bị lên phòng. Thấy Nam, Ái Thu đã reo lên. Cậu Nam về rồi ba má ơi. Ái Liên đang dọn bát đĩa trên bàn. Thấy Nam, cô hơi chừng lại một tí, rồi cũng bưng mâm cơm đi xuống bếp. Hai đứa trẻ nán lại bên Nam, Đạt cười kéo ghế cho Nam ngồi. Cậu ăn cơm chưa? Để anh nói Ái Liên làm mấy món gì đó cho cậu ăn nha. Nam lắc đầu. Dạ, em ăn cơm chiều ở nhà rồi mới đi. Thế sao? Nam đặt túi trái cây lên bàn. Dạ, em mang trả xe cho anh. Với lại có chút trái cây ở quê, biếu cho anh chị và các cháu dùng. Cảm ơn cậu. Mà nè, sao cậu không ở lại nhà thêm bữa nữa mà vội trở về thế? Ở nhà không có việc gì làm, em lại không quen. Em chỉ muốn quay lại đây thôi. Ái Liên đã quay trở lại phòng ăn. Ái Thu bước tới bên Ái Liên. Má ơi, cậu Nam cho bưởi kìa, cắt ra ăn nha má. Ái Liên trừng mắt. Má để con thiếu thứ gì không? Mới ăn nho xong, không bưởi bồng gì hết. Rồi cô quay sang Dương. Con với em lên phòng đi, ở đây làm gì? Đã có vẻ không hài lòng về thái độ của vợ, nhưng anh không xen vào. Hai đứa trẻ liếc nhìn Đạt. Thấy ba không nói gì, chúng líu ríu trên phòng. Đạt quay sang nhìn Nam. Cậu về nhà vậy chắc vợ cậu vui lắm có phải không? Dạ thì cũng bình thường thôi anh. Đạt trêu. Sao lại bình thường được chứ? Lâu ngày chồng mới về mà, chắc chắn vợ cậu bắt trả bài lia lịa rồi. Mặt Liên tái nhợt đi. Nam liếc nhanh về phía Liên rồi trả lời. Làm gì có chuyện đó chứ anh.
Đạt cười cười nói, người nhà cả, cậu mắc cỡ làm gì, cậu không cần phải giấu nữa đâu. Ái liền đột nhiên đứng lên, nói với hai người đàn ông, em thấy trong người không được khỏe, anh với cậu Năm ngồi chơi nói chuyện, em vào phòng trước. Nói xong Ái liền vội vã đi ra ngoài. Đạt nói đỡ cho vợ, hôm nay em thấy mệt mỏi trong người nên muốn đi nghỉ sớm. Năm cười gượng, em biết rồi anh. Đạt nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Năm, cậu về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, có lẽ đường xa cũng cảm thấy mệt. Cảm ơn anh, em về đây. Đạt tiễn Năm ra cửa, theo thói quen, Năm định đi qua cửa cổng phụ để về công ty. Năm đã bước mấy bước về phía đó, nhưng sực nhớ ra, Năm lại vòng ra cổng chính. Năm quay lại thấy Đạt vẫn nhìn theo, anh ta lên tiếng phân bùa. Em định đi vệ sinh, em xin lỗi. Đạt cười cười bảo, không sao đâu. Năm nói thêm, là thói quen lúc còn ở quê anh ạ. Đạt lắc đầu bảo, anh đã nói không sao mà. Năm dừng lại rồi nói với giọng buồn bã, sao lúc này anh ít sang bên em chơi thế, lúc nào rảnh anh nhớ ghé qua em nha. Đạt gãi gãi tay, anh cứ nghĩ cậu cũng đã quen rồi nên không xuống, cậu đã nói vậy lúc nào rảnh anh sẽ sang. Lúc trước hầu như ngày nào anh cũng ghé qua, còn mang cả máy tính xuống. Ừ, được, anh nhớ rồi, cậu đi về đi. Đạt bước xuống sân, đi cùng với Năm ra cổng. Năm vẫy chào rồi vội vã đi sang bên cửa. Chiến tranh lạnh của Ái Liên và người tình sớm chấm dứt. Nam đã cố giải thích qua điện thoại để Ái Liên tin là anh ta không hề làm chuyện có lỗi với cô khi về quê. Ngoài việc đưa tiền để vợ anh ta không đến đây làm phiền thôi, thì anh ta không còn ngủ chung giường với vợ mà chỉ ngủ với con trai. Nam có thể sống thì chết nên cuối cùng Ái Liên cũng đã tin theo. Cô gửi cho Nam một biểu tượng hình mặt cười, anh ta mới thôi không phân trần nữa. Ái Liên mãi nhắn tin cho người tình, làm Đạt cũng phải tò mò. Anh nhìn những ngón tay thoăn thoắt của vợ trên bàn phím, anh hỏi, em nhắn tin cho ai thế? Ái Liên cười nhạt, anh hỏi làm gì? Thì hỏi cho biết vậy thôi. Ái Liên nhìn chồng, nói nửa đùa nửa thật, nếu em nói em nhắn tin cho người yêu, anh có ghen không? Đạt biểu môi, em dám không? Dòng Ái Liên tỉnh bơ, đương nhiên là dám rồi. Rồi cô nhìn chồng với vẻ dò hỏi, sau này nếu có một ngày như vậy anh sẽ làm gì? Đạt nghiêm mặt lại bảo, anh không thích em đùa kiểu đó. Ái Liên véo vào mũi chồng, anh chẳng hài hước tí nào, là em giả dụ vậy thôi, anh có tha thứ cho người vợ ngoại tình không? Anh sẽ tha thứ, nhưng anh không thể sống chung với người đã phản bội anh. Anh ly dị à? Tất nhiên. Thái độ dứt khoát của chồng làm Ái Liên hơi e ngại. Nếu một ngày nào đó Đạt biết tác giả cái bào thai trong bụng Ái Liên là con của Năm, không biết anh sẽ như thế nào. Ái Liên không tin, anh chỉ nhẹ nhàng ly hôn với cô. Ái Liên lên tiếng, anh à. Gì vậy? Ái Liên chậm rãi, em muốn báo với anh một tin. Đạt nhìn vợ với vẻ dò hỏi, tin gì thế, em nói đi. Ái Liên ngồi thẳng lên đối diện với Đạt, anh muốn có thêm con không? Đạt hồi hộp sốt sắng, em nói vậy là sao? Chẳng lẽ em đã có thai rồi sao? Ái Liên gật đầu mỉm cười. Đạt đứng lên ôm lấy vợ xoay một vòng. Ái Liên kêu lên, anh đừng làm má con em ngợp. Đạt buông vợ xuống, mỉm cười, ngày mai anh đưa em đi khám thai nha. Thôi, em tự đi khám rồi, bác sĩ bảo em đang mang thai. Có hình siêu âm chưa? Ái Liên hơi lúng túng, nhưng cô ta có câu trả lời ngay. Mới có một tháng tôi, siêu âm chưa thấy gì, nên bác sĩ hẹn đủ 3 tháng mới siêu âm. Vậy sao? Cảm ơn em nha. Nhìn thấy nét mặt vui vẻ của chồng, Ái Liên hơi ái ngại. Xem anh vui chưa kìa, anh thích có thêm con đến thế à? Chúng ta đã có 2 đứa rồi mà anh. Con là trời cho, anh muốn có nhiều con lắm, nhưng sợ em vất vả, không nói ra đó thôi. Đạt áp mặt vào bụng vợ, Ái Liên đẩy chồng ra. Chưa nghe thấy gì đâu, anh.
Em có muốn ăn gì không? Bữa nay có thai rồi, làm việc ít thôi. Có cần để anh thuê thêm một kế toán đỡ việc cho em không? Ái liền lắc đầu. Không cần đâu anh, em vẫn khỏe. Lúc nào mệt quá, em sẽ nói với anh sau nha. Bây giờ vợ anh phải nghỉ ngơi, đừng nhắn tin nữa, bớt dùng điện thoại đi. Anh ghen à? Tại sao anh phải ghen với cái điện thoại chứ? Thôi, đi ngủ đi. Anh không làm việc sao? Sao lúc nãy anh nói có kế hoạch cần xem xét? Đạt lại cười bảo. Ờ ha, anh quên mất. Vậy thôi anh làm việc đi. Em ngủ một mình không sao chứ? Ừ, không sao. Đừng chờ anh nha. Ái liền chưa kịp trả lời, điện thoại lại sáng lên với tiếng kêu tin tin. Đạt nhíu mày. Ai mà cứ nhắn tin vào buổi tối không cho người ta nghỉ ngơi thế? Ừ, nhỏ Hương nhắn. Anh muốn coi không? Ái liền đưa điện thoại về phía Đạt, nhưng Đạt đã lắc đầu bảo. Anh coi làm gì? Thôi, anh đi làm việc đây. Đạt ra khỏi phòng, chỉ còn mình Ái Liên ở lại. Ái Liên lấy điện thoại nhắn tiếp cho Năm. Anh ngủ chưa? Chưa, em đang làm gì đó? Em đã nói chuyện có tai với anh Đạt rồi. Anh ta nói sao? Mừng chứ sao, còn cảm ơn em. Tò vò mà nuôi con nhện. Anh ví von gì mà kỳ thế? Con tò vò nó ăn con nhện đấy. Anh thích con anh sau này như vậy à? Không, không phải như vậy. Thôi, xóa hết tin nhắn đi, đừng có lưu lại làm gì hết đó. Nhưng mà anh nhớ em lắm, bữa nào sang với anh nha. Được thôi, đừng có sốt sắng. Anh chịu không nổi nữa, anh phải tìm cách giải thoát. Đừng nghĩ bậy bạ, chết với em. Cánh cửa chợt mở ra, Đạt ôm chiếc máy tính vào trong phòng. Ái liền ngạc nhiên. Anh mang máy tính xuống đây làm gì thế? Đạt cười bỏ máy tính lên chiếc bàn nhỏ trong phòng. Anh sẽ làm việc ở đây, để còn canh cho em và con ngủ nữa. Mà nè, vẫn còn nhắn tin sao? Đưa điện thoại đây cho anh. Không được, em không đưa đâu. Em đi ngủ đây. Ái liền tắt điện thoại, bỏ trên đầu rồi nhắm mắt lại. Đạt đã nhìn thấy, anh cầm cái điện thoại bỏ vào chiếc ghế cạnh giường. Ái liền kêu lên. Anh làm gì vậy? Sóng điện thoại không tốt cho bà bầu và thai nhi đâu. Em đừng bỏ trên đầu. Anh cẩn thận quá đó. Thì phải cẩn thận chứ. Con mình sinh ra phải khỏe mạnh, và đầu óc cũng phải thông minh. Anh có người bạn sinh con ra bị tự kỷ. Thường lắm em ơi. Anh nói chuyện đâu đâu không vậy? Phòng ngừa vẫn hơn mà em. Ái liền nhìn chồng, tự dưng có chút ân hận. Giá như Đạt đừng quan tâm chăm sóc cô còn có lý do cho sự phản bội đó. Tội nghiệp cho Đạt quá. Như bây giờ cô đang mang thai con của Năm, cô không thể ngừng lại. Liệu tình trạng này có còn kéo dài được bao lâu? Ái liền cảm thấy lo lắng. Đứa con trong bụng cô sẽ không nhìn nhận được cha ruột của nó, sẽ gọi Đạt bằng ba. Với tính khí nóng nảy của Năm, liệu anh ta có thể nhẫn nhịn điều đó? Phải chi cô đừng nói cho Năm biết, cứ âm thầm giữ kín bí mật ấy thì có lẽ sẽ tốt cho mọi người. Đặt tắt điện thoại trong phòng, anh chỉ để ngọn đèn bàn đủ sáng nơi anh làm việc. Tối nay công việc không có gì nhiều, Đạt chỉ cần đọc kế hoạch để phê duyệt thôi. Nếu có gì sai sót, anh có thể góp ý để thư ký sửa đổi rồi hoàn tất. Bàn tay Đạt lướt nhẹ trên bàn phím. Hôm nay Đạt thấy có nhiều động lực hơn. Chẳng mấy chốc, công việc đã hoàn thành. Đạt tắt máy tính, tắt luôn ngọn đèn bàn. Đạt vươn tay đứng lên, đi tới giường và vén màn nhìn vào. Ái liền đã ngủ ngon, chiếc gối lệch khỏi đầu cô, trễ sang một bên. Đạt đặt gối lại ngay ngắn dưới đầu cô. Anh hôn lên trán vợ rồi nằm xuống bên cạnh. Thời gian tiếp tục trôi đi trong bình yên. Bụng Ái Liên càng ngày càng lớn. Cô cảm thấy rất hãnh diện vì có đến hai người đàn ông chăm sóc. Một người luôn thể hiện trước mặt mọi người, và một người luôn âm thầm trong bóng tối. Ái Liên lại trót yêu cái người đứng trong bóng tối, luôn muốn bù đắp cho người ta. Vì vậy cô ta đã không ngần ngại mua thêm hộp thuốc ngủ từ Tây Toàn bán thuốc chợ đen. Và như lần trước, Toàn mang thuốc đến một quán cà phê và nhận tiền ở đó. Ái Liên còn bo thêm cho anh ta 500 nghìn nữa. Tuy vậy trước khi đi, Toàn có nhắc nhở Ái Liên. Nè, chị đang có bầu,
không dùng thuốc này được đâu. Ái Liên cười tươi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi nghỉ thuốc lâu rồi. Đây là tôi mua cho má tôi ở quê, bà ấy khó ngủ lắm. Từ ngày uống thuốc của anh, bà ấy ngủ được, ăn được. Vậy nên tôi mới tưởng cho anh đó. Vậy thì được, lúc nào cần cứ gọi cho tôi. Cảm ơn anh. Bây giờ, hầu như tối nào Ái Liên cũng cho Đạt uống một viên vitamin C. Ái Liên còn bảo Đạt sang bên năm trò chuyện. Đạt trố mắt ngạc nhiên. Vợ anh thay đổi rồi, lúc trước còn bảo anh đừng qua bên với cậu ấy. Ái Liên nũng nịu. Trước khác, bây giờ khác. Anh sang hai người trò chuyện cho vui. Cậu Năm ở một mình cũng buồn lắm. Em đã biết nghĩ như vậy, anh cảm thấy rất vui. Nhưng mà anh nhớ về sớm đó. Ừ, vài bữa anh sẽ sang đó một bữa. Cậu Năm cũng cần có không gian riêng. Đôi lúc cậu ấy muốn nghỉ ngơi sau một ngày vất vả, mà anh sang là làm phiền. Anh nghĩ như vậy rất phải. Đạt sang bên cửa hàng một lúc, đã thấy buồn ngủ. Lại quay về, Ái Liên nhìn chồng, nở một nụ cười ranh mãnh. Nhưng Đạt lại không để ý tới. Cô vô tư nằm xuống ngủ. Không biết sau khi anh ngủ không lâu, vợ anh lại lần mò sang bên cửa hàng với người tình. Hàng đêm, và hàng đêm vẫn diễn ra như thế. Lúc đầu Ái Liên chỉ cho Đạt uống một viên. Nhưng về sau thấy Đạt đã uống thuốc mà vẫn không ngủ ngay, Ái Liên lại tăng lên hai viên. Cô giải thích với chồng là dược sĩ khuyên tăng liều sau một thời gian mới đạt hiệu quả tốt nhất. Đạt dùng kéo dài gây ra tình trạng nghiện thuốc. Nếu ngày nào không phải uống thuốc, anh lại cảm thấy rất khó chịu, bức rứt, phải uống ngay. Nhưng sau khi uống, Đạt lại cảm thấy nhức đầu chóng mặt. Ngủ gật ngay cả ban ngày, tinh thần không được minh mẫn như trước. Có những lúc, trong đầu Đạt cứ hiện ra những suy nghĩ tiêu cực. Đạt không muốn sống, chỉ muốn tự tử chết đi. Nhưng Đạt nghĩ tới vợ và hai đứa trẻ. Đạt đưa vấn đề này ra, nói với vị bác sĩ điều trị cho Đạt bấy lâu. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Có nghi ngờ Đạt bị ngộ độc một loại chất gì đó. Nhưng phòng khám không có loại máy xét nghiệm để phát hiện ra. Bác sĩ Thuần viết giấy giới thiệu cho Đạt lên khám ở tuyến trên. Nhưng Đạt vẫn hẹn lần hẹn lừa chưa đi. Đạt cứ nghĩ bệnh của anh là do áp lực công việc mà ra. Cho đến một hôm, công ty Đạt tổ chức buổi tiệc liên hoan tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm. Trong buổi tiệc, ngoài toàn thể thành viên mới, ban giám đốc còn mời thêm một số đối tác. Hôm đó Ái Liên mệt mỏi không đến tham gia. Mọi người vui vẻ chúc mừng kết quả đã đạt được, hy vọng công ty càng ngày càng phát triển. Những lời chúc có cánh dành cho Đạt. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty, mỗi người mời một ly, đã không thể tránh được uống quá nhiều. Tiệc tàn khá khuya, đến gần 9 giờ Đạt mới về tới nhà. Nằm dìu Đạt vào trong nhà, nói với Ái Liên. Hôm nay anh Đạt uống hơi nhiều, chị chịu khó chăm sóc anh ấy. Ái Liên bực bội bảo với Nam. Được rồi, cậu đi về đi. Nam nháy mắt với Ái Liên, nụ cười bỡn cợt. Đạt đã nhìn thấy điều đó, lại có chút men trong người, anh đứng dậy. Cậu làm gì thế? Cậu đang liếc mắt đưa tình với vợ tôi đúng chứ? Ái Liên nhíu mày bảo. Anh nói năng gì kỳ vậy? Cậu Năm có làm gì đâu. Anh say rồi nhìn gà hóa cuốc. Cậu Năm về đi, đừng có chấp với người say. Đạt cười cười bảo. Không làm gì thật sao? Tôi là người say à? Sao lúc nào em cũng bên vực cậu ta? Ái Liên đưa tay ra hiệu. Lúc đó Năm mới chịu ra về. Em bên vực cậu ta lúc nào đâu? Anh đã say rồi, say thì vào ngủ đi. Anh cũng đã lớn tuổi phải biết kiềm chế chứ. Ai mời cũng uống. Anh xin lỗi, cả nửa năm mới có một lần. Anh em đối tác có nhã ý, mình phải tiếp chứ. Vui mà. Ái Liên xù mặt xuống. Vui. Anh biết vui cho bản thân anh, rồi anh làm khổ vợ con. Vợ anh đang bầu bì, tại sao anh không biết nghĩ gì hết vậy? Đạt nhíu mày bảo. Sao em nặng lời thế? Được rồi, say rồi thì anh đi ngủ có gì đâu. Đạt lão đảo đi về phía giường ngủ. Ái Liên đã ngăn cản. Khoan đã, anh còn chưa uống thuốc mà. Uống rồi hẳn đi ngủ. Đạt lại cười. Anh say rồi, không cần uống cũng được mà. Không được, anh phải uống. Vậy em lấy giùm anh đi, anh mệt quá. Ái Liên biểu môi. Mệt? Ai làm gì anh mệt? Anh tự lấy đi, ai bị uống rượu chứ. Đạt nổi cấu.
Vậy thôi, khỏi uống. Ái Liên kéo Đạt tới chỗ hộp đựng thuốc, dịu giọng bảo. Bác sĩ đã dặn phải uống đều đặn, anh quên rồi sao? Không uống thuốc thì phải đừng đi ngủ. Đạt dừng lại. Vợ tôi cao tay thật đấy. Thôi được, uống thì uống. Tự lấy thì tự lấy. Tưởng tôi say đến nỗi không lấy được thuốc chắc. Ái Liên biểu môi. Vậy thì anh đi lấy đi. Đây, đi ngủ trước. Ái Liên đi đến phía giường, Đạt mở hộp thuốc ra. Thấy có chai vitamin C ở cạnh mấy vị thuốc huyết áp, mỡ máu, gút của mình. Đạt mở chai vitamin C, lấy ra hai viên. Mấy loại kia mỗi loại một viên, rồi rót nước uống. Uống xong, không hiểu vì say hay lý do khác, Đạt lại lấy chai vitamin C đổ ra tay. Đạt cười cười. Thuốc bổ, thuốc tăng sức đề kháng, uống thêm cho khỏe. Chứ uống đã hai viên mà vẫn còn mệt quá. Đạt lần lượt cho vào miệng từng viên một, rồi anh cười khà khà bảo. Thuốc bổ mà uống vào sẽ tỉnh rượu, vợ sẽ không cần nhận nữa. Đạt lại tiếp tục uống thuốc. Lúc bấy giờ Ái Liên mới để ý những câu nói của Đạt. Cô vội tới chỗ Đạt, thấy Đạt đang tiếp tục uống thuốc. Cô kêu lên. Anh Đạt, đừng uống nữa. Nhưng Đạt lắc đầu, anh ta lắc lư. Uống tốt cho sức khỏe. Ái Liên giật chai thuốc trên tay anh, cô hốt hoảng. Trời ơi, anh uống mấy viên rồi? Anh không biết, chắc khoảng 10 viên hay 5 viên gì đó. Anh nhổ ra đi. Nuốt rồi đâu có nhổ ra được chứ. Tuy nói thế, nhưng Đạt cũng đưa tay vào móc họng, hình như có 2 viên được nôn ra. Liên thở dài. Thôi đi ngủ đi. Đạt lên giường, anh trăn trở một lúc, rồi chìm vào giấc ngủ. Những tiếng ngáy của anh to quá, làm Ái Liên cảm thấy khó chịu. Lúc cô không chịu đựng được, định ôm gối lên phòng con gái. Nhưng Đạt thì bắt đầu nôn ói dữ dội. Ái Liên nhìn sản phẩm của chồng, bực mình kêu lên. Trời ơi, ngó xuống mà xem, đi chơi đi nhậu cho cố rồi về hành hạ vợ con. Ái Liên đẩy Đạt sang một bên, rồi bắt đầu dọn dẹp. Dù sao cũng không thể để Đạt như thế này một mình. Ái Liên vừa dọn, vừa cằn nhằn một mình. Bỗng khi nhìn lại chồng, cô phát hiện thấy Đạt lờ đờ, hai mắt khép hờ, da mặt xám xịt. Ái Liên lầy vai. Anh Đạt ơi! Đạt mở mắt một cách khó khăn, giọng nói đứt quãng. Anh mệt lắm. Đã nói rồi uống cho cố đi, làm cho người ta lo chết đi mất. Đạt không trả lời cũng không còn mở mắt nữa. Lúc nãy mới thở phì phò, giờ hầu như không có tiếng thở. Ái Liên thực sự sợ hãi, cô lay lay Đạt. Anh Đạt ơi, anh làm sao vậy? Đạt không trả lời, Ái Liên gào lên. Có ai không cứu với? Hai đứa trẻ trên tầng 2 đã ngủ, nghe tiếng hét của Ái Liên, chúng giật mình tỉnh giấc. Dương mở cửa phòng chạy xuống trước, Ái Tụ chạy theo anh, nó gọi. Chờ em với. Khi hai đứa xuống tới nơi, Đạt vẫn đang lim dim. Ái Thu ôm lấy Đạt khóc nức nở. Chỉ có Dương là vẫn có chút bình tĩnh. Dương run rẩy nói với Ái Liên. Má gọi điện cho chú Năm sang chở ba đi bệnh viện gấp, kẻo không kịp má ơi. Ái Liên nghe lời con trai, vớ tay lấy cái điện thoại ở đầu giường gọi điện cho Năm. Năm vừa cầm máy, cô đã khóc nức nở. Anh Năm ơi, sang đây gấp đi. Có chuyện gì thế? Từ từ nói anh nghe coi. Anh Đạt sắp nguy tới nơi rồi. Em nói sao? Anh Đạt sắp nguy sao? Đúng, anh qua gấp để chở anh ấy đi bệnh viện. Em sợ lắm. Đạt có chuyện sao? Có lẽ là say chứ. Nam kéo cái áo khoác trên tường, cầm chùm chìa khóa định chạy sang ngay. Nhưng khi đến cửa, Nam bỗng dừng chân. Trong đầu anh ta những suy tính xấu xa chợt lóe lên. Liệu anh ta có nên qua ngay bên Đạt hay không? Hay là chần chừ thêm một lúc nữa? Nghe giọng lo lắng và sợ hãi của Ái Liên, tình trạng của Đạt có vẻ là nguy cấp. Nếu để muộn thì có lẽ khó qua khỏi. Cứ để Đạt chết đi, anh ta sẽ có cả vợ con và cả gia sản của Đạt. Vậy thì mắc mớ gì anh ta phải sang ngay? Nhưng nếu không sang đưa Đạt đi kịp, liệu anh ta và Ái Liên có phải chịu trách nhiệm hay không? Nằm đứng yên một chỗ, bàn tay mân mê chùm chìa khóa. Vẫn chưa mở cửa, anh ta nhắm mắt trước khi đưa ra quyết định. Bên này thấy Năm vẫn chưa sang, Dương gọi điện thoại báo tin cho ông bà. Sau đó cậu bé sang bên công ty
đập cửa gọi Năm dồn dập, khiến vài người xung quanh phải mở cửa ra xem. Không dừng được, Năm đành phải mở cửa bước ra. Dương gào lên. Cậu Năm, cậu qua lái xe đưa ba con đi bệnh viện đi. Được rồi. Sao cậu chậm chạp vậy? Má cháu gọi từ nãy tới giờ mà, nhanh lên cậu ơi. Năm thành mình. Cậu bị đau bụng, cậu phải đi vệ sinh. Dương kéo tay Năm. Nhanh lên cậu ơi. Cháu dục làm cho cậu mất bình tĩnh đây. Dương giật chầm chìa khóa trong tay Năm. Để cháu khóa cổng cho, cậu sang nhà cháu đi. Một người đàn ông trung niên đi theo Năm vào nhà Đạt. Nhờ vậy Đạt nhanh chóng được đưa lên chiếc xe Mazda. Dương đòi đi theo, nhưng Ái Liên không đồng ý. Dương phải ở nhà trong nhà và em gái. Ái Liên lên xe, ngồi gần Đạt, tiếng khóc nghẹn ngào. Năm cho xe chạy nhanh, được một đoạn anh ta lại cho xe chạy chậm bớt. Anh ta quay lùi, nhìn Ái Liên rồi nói rít lên. Xem bộ em vẫn còn yêu anh ta lắm thì phải. Ái Liên thùi khóc, nhìn Năm ngạc nhiên. Anh Đạt là chồng của em cơ mà. Thế thì tôi là gì của em? Em nói đi. Ái Liên chưa kịp trả lời thì Năm đã nói tiếp. Tôi tông vào cột đèn cho ba chúng ta cùng chết với nhau. Nói xong Năm tăng tốc. Ái Liên hốt hoảng. Anh Năm, anh bình tĩnh lại đi. Anh đừng có làm như vậy. Anh không nghĩ tới mình thì cũng phải nghĩ tới con chứ anh Năm. Năm vẫn cho xe chạy nhanh. Không có tình yêu của em, tôi còn cần gì nữa? Ái Liên khóc lớn. Em yêu anh mà anh Năm. Anh còn không biết tình cảm em dành cho anh sao? Em đã làm tất cả vì anh rồi mà. Tự dưng người Đạt lạnh toát. Ái Liên ghé sát vào người chồng, chỉ nghe hơi thở yếu ớt. Cô lại gào lên. Anh Đạt ơi, anh sao vậy? Nam giảm tốc độ. Cổng bệnh viện trung ương cũng đã hiện ra trước mắt. Nam cho xe chạy vào bên trong. Đi đến trước phòng cấp cứu, xe vừa dừng, liền đã nhảy xuống, la to. Cứu người, cứu người. Bên trong hai cô điều dưỡng đẩy một xe cán ra nhận bệnh nhân. Năm mở cửa xe và bế Đạt đặt vào trong xe đẩy. Vừa nhìn thấy Đạt, họ đã đánh giá được tình trạng rất nặng. Lập tức Đạt được hai cô điều dưỡng đẩy lên khoa hồi sức cấp cứu tích cực, chống độc của bệnh viện. Một cô điều dưỡng gọi Ái Liên vào phòng hành chính để làm thủ tục hồ sơ. Khi đi, Ái Liên vội vàng không mang theo thẻ bảo hiểm y tế hay tiền bạc gì cả. Ngay cả điện thoại cô cũng quên không mang theo. Cô cởi chiếc nhẫn đang đeo đưa cho cô kế toán. Nhưng người kia thấy cái bụng bầu của cô, tỏ vẻ xót thương và cho cô thiếu. Cuối cùng Ái Liên phải bảo Năm về nhà lấy tiền và giấy tờ, chỉ chỗ để chìa khóa, còn cô thì phải ở lại với Đạt. Năm không muốn để Ái Liên lại một mình, nhưng không thể làm khác. Khi Năm trở về nhà Đạt thì thấy nhà vẫn sáng đèn. Năm mới đến cổng, đã thấy bà Đường ra mở cổng. Năm cho xe Mazda chạy vào trước sân, chứ không chạy vào gara. Thấy Năm bước xuống xe, bà Đường đã nôn nóng hỏi. Thằng Đạt sao rồi? Sao cháu lại về đây thế? Còn Liên đâu? Năm thở dài mệt mỏi. Anh Đạt đã được vào khoa hồi sức cấp cứu. Cháu cũng không biết rõ hiện nay ra sao. Họ không cho vào. Vậy sao cháu không ở lại với Ái Liên? Do lúc đó lo lắng quá nên Ái Liên không mang theo gì. Kể cả thẻ bảo hiểm y tế với tiền, cô ấy nhờ cháu về nhà lấy. Vậy con dâu để thẻ bảo hiểm y tế ở đâu? Cô ấy có chỉ chỗ nhờ cháu vào lấy giúp. Bà Đường chợt có chút nghi ngại, bà nhìn Năm. Con bé chỉ chỗ nào bác lấy cho? Dạ trong phòng ngủ, ngăn tủ buffet ở đầu giường đó bác. Nó có đưa chìa khóa cho cháu không? Dạ chìa khóa treo trên giá. Được rồi. Cháu vào nhà đi đã, bác sẽ lấy cho. Dạ. Khi Năm vào nhà, thấy ông Đường và hai đứa trẻ ở phòng khách, Năm chắc lưỡi. Cả hai bác đều đến sao ạ? Ông Đường gật đầu không nói gì, mặt ông đầy vẻ lo lắng. Bà Đường gọi. Dương ơi, cháu vào xem thẻ bảo hiểm của ba cháu để đâu. Lấy để nội đưa cho cậu Năm, đưa vào bệnh viện. Dạ. Dương theo bà Đường vào phòng ngủ. Một lát sau thằng bé đã đưa thẻ bảo hiểm y tế ra cho ông Đường. Ông Đường đứng lên dục Năm. Cậu làm ơn chở tôi đến bệnh viện có được không? Dạ cháu cũng đang định tới đó. Ái Liên đang ở đó một mình, chắc là lo lắng lắm. Vậy thì ta đi ngay đi, tôi đang nóng ruột vì thằng Đạt. Dương kéo tay ông Đường nói. Nội ơi,
Nội cho con đi theo với nha nội. Ông Đường cúi xuống nhìn cháu trai rồi lắc đầu bảo. Nội và ba cháu đi rồi, cháu là đàn ông, cháu phải ở lại để bảo vệ bà nội và em chứ. Thấy Dương còn ngần ngừ, ông Đường mỉm cười bảo. Cháu thầy nội cháu làm được không? Thằng bé kiên quyết. Dạ cháu làm được. Ông Đường xoa đầu Dương. Vậy nội đi đây, cháu khóa cổng nha. Dạ. Ông Đường quay sang Năm. Chúng ta đi thôi cậu Năm. Ông Đường và Năm ra xe. Trên đường đi bỗng dừng, ông Đường hỏi một câu. Cậu quý con dâu tôi lắm phải không? Năm chột dạ không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Sau cùng cậu ta cũng lên tiếng. Dạ bác hỏi như vậy là có ý gì? Ông Đường cười nhạt bảo. Không có ý gì cả, chỉ là tôi thấy cậu rất quan tâm tới Ái Liên. Năm ấp úng. Anh Đạt là người biết ơn, là bạn tốt của cháu. Cháu xem chị Ái Liên như là chị dâu cháu vậy thôi. Thế thì tốt, cảm ơn cậu nhé. Khi ông Đường và Năm đến được khoa hồi sức cấp cứu, Ái Liên đang ngồi ủ rũ trên chiếc ghế đợi ở ngoài hành lang. Xung quanh đó cũng có nhiều người đang ngồi, có người còn nằm trên những chiếc chiếu trải trên mặt sàn. Năm đi nhanh tới bên Ái Liên, cô ôm lấy anh, khóc thút thít, không để ý ông Đường đang đứng phía sau. Năm vội gỡ cô ra nói nhỏ. Ba chồng em kia kìa. Giọng Năm nhỏ quá Ái Liên không nghe thấy. Cô hỏi. Anh nói cái gì? Nhưng cô cũng không nhận ra người đàn ông đội chiếc mũ phốt đang nhìn cô chính là ông Đường. Cô giật mình nhưng lại tự trấn tĩnh. Ái Liên tới bên ông Đường, cầm tay ông nghẹn ngào nói. Ba ơi, con biết làm sao bây giờ đây ba? Ông Đường dìu con dâu ngồi xuống ghế hỏi. Thằng Đạt sao rồi? Con cũng không biết sao nữa ba ơi. Từ lúc đưa vào đó tới giờ không có tin tức gì cả, con lo quá. Ông Đường nhìn bụng con dâu thở dài. Hay là con để cậu Năm đưa về nhà đi, bầu bì mà ở đây là không tốt đâu. Dạ không, con muốn ở lại với anh Đạt. Con phải nghe lời ba. Ba ở lại là được rồi. Nói cho ba biết phải nộp thẻ bảo hiểm y tế và đóng tiền ở đâu, để ba đi làm cho. Ái Liên đưa cho ông Đường một tờ giấy. Dạ, lên phòng hành chính để nộp ba à. Ông Đường quay sang Năm nói. Phiền cậu Năm đưa chị Ái Liên về nhà. Bây giờ người ta cũng không cho vào, ở lại đây cũng chẳng làm được gì cả. Năm gật đầu đáp. Dạ, bác nói đúng, mình về đi chị ơi. Ừ, đúng rồi đó. Lát nữa cháu sẽ trở lại đây với bác. Ông Đường lắc đầu bảo. Cậu không cần phải quay lại đâu, cậu còn phải bảo vệ công ty. Có gì cần tôi sẽ gọi điện sau. Hai người cứ đi về đi. Ông Đường đến phòng hành chính để nộp thẻ bảo hiểm y tế và tiền ứng trước. Cô Lý sau khi kiểm tra kỹ thẻ bảo hiểm đã bỏ vào trong một hộp nhựa rồi thu tiền viện phí. Cô Lý đưa cho ông Đường một cái biên lai tạm. Dặn ông ngày mai hãy đưa đến phòng kế toán. Người ta sẽ xuất cho ông cái biên lai để dán vào trong bệnh án. Cô dặn đi dặn lại ông Đường làm mất biên lai. 2 triệu chứ đâu có ít. Ông Đường cảm ơn rồi quay về chỗ cũ. Khi ông đến nơi thì Ái Liên và Năm đã đi. Ông Đường thở dài ngồi xuống cái ghế trống, nhìn vào phòng hồi sức cấp cứu, nơi con trai ông đang nằm ở đó. Một lát sau ông lại đứng dậy, đến gần cửa nhìn vào, không thấy gì, ông lại buồn bã ngồi xuống ghế. Ông đang phần vần không biết làm thế nào để hỏi được tin tức của đứa con trai, thì cánh cửa phòng hồi sức cấp cứu đã mở ra. Hai người đàn ông mặc áo lù bước ra, mặt vẫn còn đeo khẩu trang. Ông Đường đoán là một bác sĩ và một điều dưỡng do màu sắc trang phục của họ. Một trong hai người tiến tới gần ông Đường, lễ phép chào. Em chào thầy. Nói xong người đó kéo khẩu trang xuống. Ông Đường nhìn một lát rồi xúc động nhận ra. Nguyên, là Nguyên có phải không? Dạ em là Nguyên, sao thầy lại đứng đây? Thầy có người nhà đang điều trị ở đây sao ạ? Con trai thầy đang nằm trong đó, thầy muốn nhờ em một chuyện. Người đi cùng với Nguyên có vẻ sốt ruột, anh ta xoa xoa hai tay vào nhau. Đến lúc này anh ta không thể kiên nhẫn, quay lại dục. Bác Nguyên ơi, đừng nói chuyện nữa, bên cấp cứu đang đợi bác sang. Nguyên nói với ông Đường. Thầy đợi em ở đây, em đi hội chẩn đã, tí nữa em sẽ quay lại. Được rồi em đi đi. Nguyên đi rồi ông Đường vừa mừng vừa lo. Mừng vì gặp lại học trò cũ,
có lẽ Nguyên sẽ cho ông biết tình hình bệnh tật của con trai. Lo là liệu khi học trò nói ra, ông có đủ bình tĩnh để chấp nhận hay không. Ông ngồi yên trên ghế, mắt vẫn dõi theo hướng mà Nguyên vừa đi lúc trước. Khoảng 20 phút sau, Nguyên mới quay trở lại. Bên cạnh anh là chiếc xe cán đẩy, có một bệnh nhân đang nằm trên đó, do hai cán bộ y tế đẩy. Nguyên cúi đầu chào ông Đường rồi vội vã đi cùng với mấy người kia. Cánh cửa phòng hồi sức mở ra, ông Đường rất muốn chạy tới để thăm con trai. Nhưng ông biết không thể, ông cũng không hỏi gì được Nguyên, rõ ràng là anh đang bận rộn nhiệm vụ cứu người. Cánh cửa phòng hồi sức nhanh chóng khép lại khi bệnh nhân được chuyển vào trong đó. Ông Đường vẫn ngồi ở chỗ cũ, mắt ông ngấn ngấn nước. Khi Nguyên quay lại gặp ông Đường, có lẽ cũng đã là 5 giờ sáng. Trời mùa hạ, khi đã thấy mặt trời bắt đầu nhô lên phía chân trời, ánh sáng bàng mại nhẹ nhàng mơn man trên những cành cây ngọn cỏ trong bệnh viện. Một vài nhân thân của người bệnh đã trở dậy để đi vệ sinh cá nhân, nhưng nhiều người vẫn còn ngủ ở hai bên lối đi. Nguyên ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông Đường, có vẻ bối rối. Em xin lỗi thầy, em không ra sớm hơn được, có mấy người bệnh diễn biến. Bây giờ mới tạm ổn đó thầy ạ. Thầy chờ em có lâu không? Ông Đường gượng cười nói. Thầy không sao đâu, đằng nào thầy cũng phải ngồi đây. Công việc cứu người của em là quan trọng nhất. Em cảm ơn thầy đã hiểu cho công việc của bác sĩ chúng em. Dạ, mà hồi nãy thầy nói con trai thầy đang ở trong phòng bệnh hồi sức đúng không? Đúng rồi. Anh ấy tên gì, bệnh gì, mới vào hay đã vào lâu rồi hả thầy? Giọng ông Đường trở nên buồn bã. Nó tên Nguyễn Tấn Đạt, mới vào đây tối hôm qua. Nguyên gật đầu nói. Dạ em biết rồi thầy à, em phải chiến đấu bên anh ấy mấy giờ rồi, giờ đã tạm ổn thầy đừng lo. Ông Đường nắm tay học trò cũ. Thầy cảm ơn em. Dạ thầy đừng cảm ơn em chỉ làm theo trách nhiệm thôi. Ông Đường thở ra. Nhưng nó bị bệnh gì vậy em? Nghe nói chiều qua ở buổi liên hoan nó có uống rượu. Dạ đúng là Đạt có uống rượu. Đồng thời bọn em cũng đang nghi ngờ anh Đạt bị ngộ độc một loại thuốc an thần. Em nói là anh Đạt bị động kinh hay rối loạn giấc ngủ gì không hả thầy? Ông Đường lắc đầu đáp. Thầy không nghe Đạt nói những bệnh đó. Đạt bị tăng huyết áp, tăng mỡ máu, gút. Đạt còn bị yếu sinh lý nữa. Em cảm ơn thầy. Nhưng có chắc là ngộ độc thuốc an thần không chứ? Chắc vài giờ nữa mới có kết quả chính xác. Em đã cho điều dưỡng lấy chất dịch dạ dày và nước tiểu mang đi xét nghiệm. Có gì em sẽ trao đổi với thầy sau. Thầy cho em số điện thoại của thầy đi. Nguyên lấy điện thoại trong áo blue ra. Ông Đường đọc số điện thoại cho Nguyên. Nguyên lưu rồi nói với ông Đường. Có gì em sẽ gọi cho thầy. Thầy cũng nên tìm chỗ nào nghỉ ngơi. Thức mãi không chịu nổi đâu. Không sao, thầy chịu được. Thầy chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Dạ thầy. Thế Đạt đã tỉnh chưa em? Dạ vẫn chưa. Nhưng các chỉ số sinh tồn thì đã ổn. Thầy đừng lo, anh Đạt sẽ tỉnh dậy ngay thôi. Cảm ơn em. Em chào thầy, em phải vào làm việc rồi. Em đi đi. Nguyên đi rồi, một mình ông Đường vẫn ở lại bên ngoài hành lang. Ông cứ suy nghĩ về những điều mà bác sĩ Nguyên vừa nói. Đặc biệt ngộ độc thuốc an thần sao? Sao có thể như vậy được? Hôm nay, ông Đường cũng có đến dự tiệc liên hoan. Lúc đó, Đạt cũng có đến chào ông, muốn giới thiệu ông với các đối tác. Nhưng ông từ chối. Ông Đường chỉ trao đổi một số ý với phó giám đốc Quốc Hùng rồi về sớm. Lúc đó Đạt vẫn rất bình thường. Không lẽ có ai bỏ thuốc ngủ vào rượu của Đạt uống? Không lẽ như thế? Rồi ông Đường chợt nhớ tới thái độ của Năm với Liên. Rồi việc Ái Liên ôm chầm lấy Năm trong hành lang bệnh viện. Ông Đường vội vàng xóa đi những suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Có lẽ chỉ do tuổi già nên ông suy nghĩ lung tung. Đạt là người đàn ông thương vợ con. Đạt không thể để cho Ái Liên thiếu thốn bất kỳ thứ gì cô ấy muốn. Một người đàn ông như vậy, sao vợ có thể ngoại tình cơ chứ? Nhưng rồi, ông bỗng giật mình nhớ ra. Trong một lần tâm sự với ông, Đạt đã nói với ba mình là Đạt bị yếu sinh lý. Ông Đường cũng vừa nói với bác sĩ Nguyên. Có khi nào vì thế con dâu của ông đã ngoại tình? Ngoại tình và đầu độc chồng? Không, không thể như vậy đâu. Những chuyện này chỉ có trong phim ảnh và tiểu thuyết, không thể có trong đời thực đâu.
Nhưng dù có nghĩ thế, ông Đường vẫn cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên. Bây giờ ông gác lại mọi suy nghĩ tồi tệ đó. Ông thì thầm cầu nguyện trời Phật, xin cho con trai được bình yên. Rồi ông có tổn tọ 10 năm cũng được. Đạt chính là niềm tự hào của ông. Ông bằng lòng đánh đổi tất cả, miễn là con trai của ông khỏe mạnh và hạnh phúc. Lúc sáng sau khi đưa hai đứa trẻ đi học, Nam đã đến bệnh viện. Nam gặp ông Đường vẫn ngồi ở ghế chờ ở hành lang, lại có thêm bà Đường và hai cô em gái của Đạt không biết đến từ lúc nào. Nam hơi ngạc nhiên, cậu ta nhìn bà Đường. Bà đi từ lúc nào vậy ạ? Sao bà không để cháu chở? Bà Đường thở ra. Cảm ơn cậu, nhưng con Thúy Nga biết tiền đó đến chở tôi. Thúy Nga nhìn Nam rồi hỏi. Thế chị dâu đâu? Không đi với anh sao? Nam lúng túng. Cô ấy liền đang bầu bì. Bác trai bảo cô ấy ở nhà lo cho công ty. Thúy Nga hậm hực. Công ty mà bằng chồng sao? Hơn nữa còn có phó tổng. Chị ấy làm thay được cơ mà. Bà Đường kéo tay con gái. Con đừng có trách chị dâu. Đúng là ba con nói như vậy mà. Má hiền quá vậy. Vì má hiền nên chị ta mới như vậy. Hôm ba bị tai nạn cũng chỉ ghé một lần rồi thôi. Người đâu mà vô tâm vô tình. Mà anh Đạt cũng thật là cưng chiều chị ta hết mực. Nam nhìn Thúy Nga bực dọc. Không phải như cô nói đâu. Thúy Nga biểu môi. Anh là cái gì của chị dâu mà lên tiếng ở đây? Tôi là bạn của anh Đạt. Bạn anh Đạt thì cũng phải gọi bạn chị dâu, biết chưa? Mà chuyện nhà tôi anh không được xen vào. Thanh Hằng đến gần bên em gái, nhỏ giọng. Thôi, nhà đang gặp chuyện, em bớt lời đi có được không? Thúy Nga không nói gì nữa, nhưng mặt vẫn lộ rõ vẻ tức tối. Thanh Hằng quay sang phía ông Đường. Hay là ba về nhà nghỉ ngơi đi. Có cậu Nam tài xế ở đây, chiều ba lại vào. Con sẽ ở lại đây, sáng nay con không phải đi làm. Ông Đường thở dài bảo. Cậu ta là bảo vệ của công ty, chứ có phải tài xế nhà mình đâu. Ba về nhà không có yên tâm. Lúc nào ba mệt, ba sẽ về. Tối qua ba không ngủ chứ gì, nhìn ba hốc hác quá. Ba không sao, mấy đứa đưa má về đi. Có tin gì ba sẽ báo cho. Bà Đường nhìn hai cô con gái. Mấy đứa nghe lời ba đi, má ở lại với ba. Trưa ba má ra căng tin ăn cơm. Đừng có lo cho ba má, tối mấy đứa vô lại. Rồi đứa nào đó chở má về nhà, chứ nhà cửa không có ai trông. Đến lúc này Nam mới hỏi ông Đường. Anh Đạt thế nào rồi bác? Anh Đạt đã tỉnh chưa? Chị ấy liên lo cho anh Đạt lắm. Ông Đường cười nhạt bảo. Đạt đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu. Anh Đạt bị bệnh gì vậy bác? Thúy Nga lại xen vào. Anh hỏi làm gì? Ông Đạt lắc đầu nhìn con gái. Sao con lại hỏi như thế? Cậu ấy lo lắng cho anh con thì mới hỏi chứ. Rồi quay sang Nam, ông Đường từ tốn đáp. Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Thôi thì dù sao, sống cũng là tốt. Cảm ơn cậu tối qua đã đưa Đạt tới bệnh viện kịp lúc. Dạ, là việc phải làm thôi mà bác. Cậu về đi, cậu nói lại với con dâu tôi, cho nó yên tâm. Dạ, cháu chào bác. Chào cả nhà. Nam ra về không nhìn thấy những ánh mắt nghi vấn nhìn theo. Ông Đường nói với các con. Hai đứa con phải cẩn thận với cậu Nam này. Bà ơi, bà biết được chuyện gì rồi sao ba? Giọng ông Đường nhỏ lại, ông đáp. Về nhà ba sẽ nói, nhưng ba cứ linh tính cậu ta có dính dáng tới chuyện anh con. Nhưng mấy đứa đừng có nóng vội, không có chứng cứ gì đứng ra nói. Bước dây động rừng biết chưa? Vừa lúc ấy, Nguyên từ phòng hồi sức cấp cứu đi ra. Nguyên không mặc áo blue, mà đã thay bằng quần Âu và áo sơ mi. Nguyên tiến lại gần ông Đường, hơi cúi đầu bảo. Thầy vẫn còn chưa về nhà sao ạ? Rồi Nguyên quay sang ba người phụ nữ, đứng gần ông Đường nói. Là cô và các chị phải không? Ông Đường gật đầu đáp. Đúng rồi. Cô và các chị chỉ cần một người ở lại thôi. Thầy cũng nên về nghỉ ngơi, chiều hãy đến. Anh Đạt vẫn ở trong phòng hồi sức, nên không ai được vào đó đâu. Thầy cũng bảo chị em chúng nó về đi, mà nó chưa có chịu về. Đó, mấy đứa nghe bác sĩ nói chưa? Là bác sĩ cấp cứu cho anh Đạt tối qua đấy. Bà Đường và hai cô con gái rối rít.
Cảm ơn bác sĩ. Nguyên lắc đầu bảo, đó là trách nhiệm của em thôi. Nguyên quay sang ông Đường nói, em hết ca trực rồi, thầy vẫn còn ở đây, em mời thầy đi uống cà phê, em có chuyện muốn nói riêng với thầy. Được, thầy sẽ đi với em. Xin phép cô và hai chị nha. Ông Đạt đưa mắt ra hiệu cho vợ và hai cô con gái rồi đi theo Nguyên. Hai người đi về phía căng tin bệnh viện. Nguyên chọn bàn phía sau, hơi cách xa những bàn còn lại. Nguyên gọi hai ly cà phê đen cho hai người. Thấy vẻ sốt ruột của ông Đường, Nguyên đã nói cho ông biết Đạt bị ngộ độc Gardeno vì đã tìm thấy chất này trong dịch dạ dày và nước tiểu của Đạt. Kết quả này vẫn chưa trả cho phòng bệnh, nhưng Nguyên đã gọi điện hỏi trước. Có bằng chứng cho thấy số viên thuốc Gardeno Đạt đã uống đáng ra không đủ để gây ra tình trạng hôn mê. Nhưng do trước đó Đạt đã uống rượu quá nhiều làm tăng độc tính của thuốc. Ông Đường khẩn khoản yêu cầu Nguyên tạm thời không nói chuyện cho ai biết, kể cả Ái Liên. Nguyên nhận lời ông Đường, anh cũng giải thích cho ông biết thông tin của Đạt sẽ không lộ ra ngoài. Ai làm lộ là vi phạm quy tắc của ngành. Nguyên còn thận trọng bảo ông Đường đem sổ khám bệnh và những loại thuốc Đạt đang dùng đến. Ông sẽ nhờ bên bộ phận dược để kiểm tra. Khi Năm đến công ty, thấy nét mặt của Ái Liên đầy vẻ bực dọc. Anh ta nói khích. Lo cho chồng sao? Người ta tỉnh rồi. Nhưng Ái Liên cũng không vui vẻ hơn. Cô buông một câu. Thế sao? Sao vậy? Chưa về nói sao? Thì ra sáng nay, cái tin Đạt bệnh phải vào điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu tích cực, chống độc ở bệnh viện tỉnh không biết do ai tung ra. Mọi người trong chi nhánh đều biết. Mọi người tụm năm tụm ba để nói chuyện ấy, lơ là làm việc. Không hiểu vì sao người ta còn biết Đạt bị ngộ độc, nhưng ngộ độc chất gì thì vẫn chưa rõ. Nhưng sự việc xảy ra sau buổi liên hoan tổng kết của công ty, nên có người cho rằng Đạt bị ngộ độc rượu. Có người còn thì thầm cho rằng hay là Đạt bị người nào đó trong số cổ đông, đầu độc chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Họ lấm lét nhìn quanh như sợ tai vách mạch rừng. Chủ tịch còn bị ám hại huống chi là họ. Dù Ái Ly đã phải giải thích, bệnh Đạt không có gì đáng lo, chỉ là áp lực công việc làm cơ thể suy yếu. Anh nghỉ ngơi ít bữa sẽ lại sức, nhưng hình như chẳng có ai tin. Nhất là khi cô nhắc nhở mọi người không được đến thăm Đạt, vì sếp cần được thư thái, không muốn bị làm phiền. Người ta lại nghĩ bệnh Đạt trầm trọng, chắc khó qua. Một số nhân viên lo sợ còn bán tháo số cổ phần mà họ có, dù đó chỉ là 1%. Khi Năm xuất hiện ở cửa hàng, tự nhiên có vài người chỉ rõ, nói thầm với nhau. Tuy nhiên không ai bảo ai, mọi người tự động ai về chỗ nấy để làm việc. Họ nhìn Năm bằng ánh mắt e sợ. Mọi người nhớ tới những lời đồn đãi về mối quan hệ bất thường của Năm và vợ chủ tịch. Thực ra chưa ai chứng kiến cảnh Ái Liên và người tài xế đang ngoại tình, nhưng cứ nhìn hai người ấy liếc mắt đưa tình với nhau, người ta vẫn thấy nghi ngờ của mình về vợ sếp là đúng. Mọi người thương cho tổng giám đốc, tin bạn, tin vợ, không nhìn ra quan hệ mập mờ của Năm và Ái Liên. Bây giờ nhìn tay Năm đứng bên Ái Liên, có người còn nghi ngờ hay là sếp bị chính cặp gian phu dâm phụ này tìm cách hại chết. Lâm Thanh không tin những lời bàn tán kia về Ái Liên là sự thật, nhưng cô ta không chống lại được số đông. Cô đã làm việc cạnh Ái Liên 3 năm. Cô không tin Ái Liên lại là người phản bội chồng, nhất là phản bội một người chồng tuyệt vời như sếp Đạt. Lâm Thành chỉ biết kể lại mọi chuyện cho Ái Liên nghe để cô có cách ứng phó. Ái Liên rất bất ngờ về những thông tin đó. Tại sao mọi người có thể nhìn ra mối quan hệ của cô và Nam Cơ chứ? Cô đã cư xử kín kẽ như vậy cơ mà. Ngay cả Đạt cũng tưởng cô không thích, thậm chí là ghét Nam. Vậy tại sao người ngoài lại có thể nhìn ra? Hay là do bà Hiền đã bếp xếp nên mọi người mới biết? Nhưng chắc không phải. Bà Hiền từ sáng sớm tới chiều tối đều ở trong nhà, không bao giờ bà đến cửa hàng. Làm sao bà thông tin cho nhân viên ở đó? Thật oan cho cô. Ái Liên tầm nghĩ như vậy, cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ hại chồng. Cô cho Đạt uống thuốc ngủ chẳng qua là để được tự do đi lại với người tình. Vậy sao mọi người lại kết tội cô? Rõ ràng là tối hôm đó do cô không chịu đi lấy thuốc nên Đạt đã tự lấy để uống. Trong đó có Gardeno mà Đạt nhầm lẫn là vitamin C. Khi Ái Liên phát hiện, cô cũng đã bảo chồng nôn ra, mà Đạt cũng đã nôn ra 2 viên.
chính mắt cô nhìn thấy, chẳng qua là cô phát hiện ra muộn. Chứ có phải cô biết mà làm ngơ đâu. Như vậy việc Đạt trở nên nồng nổi là do anh ấy, không phải lỗi của cô. Nhưng người ngoài có nghĩ như vậy hay không? Nếu bác sĩ tìm thấy lượng thuốc an thần trong người Đạt, điều tra cô ra. Nếu Đạt vẫn hôn mê, ai liền có thể đổ lỗi cho chồng. Nhưng bây giờ Đạt đã tỉnh, cô phải làm sao? Giá như mà Đạt đi luôn thì cô sẽ được giải phóng. Lần đầu tiên Ái Liền muốn Đạt chết đi để cho cô ta được tự do đi lại với người tình. Nhưng rồi cô lại nghĩ, nếu thực sự mà Đạt chết, người ta nhất định sẽ mổ tử thi, sẽ biết Đạt vì sao mà chết, công an nhất định sẽ đến khám xét nhà. Đầu óc Ái Liền quay cuồng bao nhiêu ý nghĩ đen tối, cô không có tâm trí mà làm việc nữa. Trưa hôm đó, Ái Liền về nhà sớm hơn thường lệ. Cô nhìn quanh, trong nhà không có ai. Bà Hiền vẫn đang nấu ăn dưới bếp, mùi xào nấu thơm phức. Ái Liên vội vàng vào phòng ngủ, nhưng bà Hiền đã nghe thấy tiếng động. Bà này thật là thính tai, bà nói vọng lên. Ai trên nhà đấy? Nghe tiếng bước chân của người giúp việc, Ái Liên phải lên tiếng. Là tôi đây. Bà Hiền dừng lại rồi cười bẽn lẽn. Xin lỗi mợ, tôi không nghĩ mợ về sớm thế. Dì đi nấu ăn đi. Dạ mợ. Tiếng bước chân của bà Hiền dần xa, Ái Liền đóng cửa, mở tủ tìm số thuốc Gardeno. Số thuốc ngủ này cô vẫn để hai nơi. Một còn nguyên vỉ và một số đã bốc ra. Hôm qua Đạt đã đổ thuốc ra khỏi chai, không biết có vùng vãi hay không. Ái Liền đưa mắt nhìn quanh, sàn nhà đã được lau dọn sạch sẽ, không có dấu vết của viên thuốc nào. Có lẽ bà Hiền đã dọn dẹp lúc sáng. Ái Liền mở tủ quần áo, đưa tay vào dưới lớp quần áo không còn mặc, lôi ra hai hộp thuốc ngủ vẫn còn nguyên. Rồi cô lấy hộp đựng thuốc của Đạt ra, nhưng không tìm thấy chai vitamin C chứa Gardeno đâu cả. Mồ hôi Ái Liên túa ra. Nó đâu rồi? Hay ai đó đã nhanh tay lấy đi mất? Ái Liên định gọi bà Hiền thì cô thấy chai vitamin C trên chiếc bàn trang điểm. Ái Liên bước tới, vô lấy chai thuốc như sợ có ai đó giành mất. Cô ta mở nắp, thấy thuốc vẫn còn nguyên trong đó. Ái Ly phải bỏ số thuốc này mới được. Cô cầm chai thuốc đi ra, tiện bỏ nó vào thùng rác, đạp chân để mở nắp thùng rác, rồi tiện tay vứt chai thuốc vào trong đó. Vừa lúc ấy bà Hiền trong bếp đi ra. Ái Ly nhìn người giúp việc với vẻ khó chịu. Cô đưa ánh mắt dò xét để nhìn bà Hiền. Cô rất muốn biết bà ta đã nhìn thấy hành động vừa rồi của cô chưa. Ái Ly nhíu mày nói. Dì đã nấu ăn xong chưa? Dọn cơm lên đi, tôi cần phải đi nghỉ ngơi. Dạ mợ ăn một mình thôi có phải không mợ? Sao lại một mình? Còn cậu Năm nữa chứ? Dạ tôi tưởng... Ái Liên nhìn thẳng vào mặt bà Hiền cầu có. Dì đừng có nói dì chỉ nấu cho mình tôi thôi nha. Bà Hiền xoa xoa tay. Dạ tôi đâu dám, tôi vẫn nấu cho cậu Năm. Vì cậu Năm chưa về nên tôi tưởng cậu ấy ăn sau. Ái Liên quay ngoắt lên nhà trên sau khi buông thêm một câu. Cậu chủ nằm bệnh viện, nhưng tôi bầu bì, dì cũng phải nấu nhiều món cho tôi tẩm bổ đấy. Dạ mợ, tôi biết rồi, tôi dọn cơm ngay đây. Ái Liên bước lên phòng khách, thấy Năm bước vào, nét mặt cau có lập tức giãn ra. Trang điểm thêm một nụ cười duyên dáng. Năm bước tới bên người yêu ôm lấy cô, Ái Liên hất Năm ra. Nhưng anh ta cứ lì lợm bám lấy, còn lấy tay xoa lên cái bụng bầu của cô. Ái Liên nhíu mày. Mụ Hiền, mụ ấy để ý đó. Năm biểu môi. Em sợ gì? Không phải em sợ, nhưng vào thời điểm này cần chú ý một chút, anh hiểu chưa? Hay là em đổi người giúp việc đi? Ái Liên lắc đầu bảo. Em cũng muốn như vậy, nhưng bà ta là do má chồng em giới thiệu tới. Với lại bây giờ mà đuổi đi, chẳng phải bà ta sẽ lu loa chuyện này chuyện kia sao? Hai người vào phòng ăn, bà Hiền cũng đã vào trước đó. Bà đang bày biện các món ăn trên bàn. Ái Liên ngồi đối diện với Năm. Năm nhìn sơ qua rồi khen. Chà, nhìn mấy món hôm nay thấy ngon quá. Thấy bà Hiền không trả lời Năm, Ái Liên trừng mắt. Cậu Năm khen sao dì không nói gì đi? Dạ. Dì trả lời một câu thì mất mát lắm sao? Bà Hiền cúi mặt không nói gì, Ái Liên hừ một tiếng. Dì ăn sâu thì ra ngoài đi. Tôi không muốn nhìn cái mặt đưa đám của dì đâu, ảnh hưởng tới con tôi sau này. Mà nè, bộ dì muốn trù ẻo anh Đạt hay sao?
Tôi đâu có dám. Dì đi ra ngoài đi. Bà Hiền lẳng lặng bước ra ngoài. Bà buồn bã dừng chân một lúc trước cửa phòng ăn. Ái liền đưa mắt ra hiệu cho Năm. Lập tức Năm tiến tới bên cửa, mở ra nhìn, bóng bà Hiền đã khuất phía trước. Cũng may là tiếng giày của Năm đã đánh động tới bà Hiền. Năm đóng cửa rồi trở vào bên trong. Ái Liên vừa gắp miếng thịt bò bỏ vào chén của Năm vừa hỏi. Lúc sáng anh vào bệnh viện thế nào rồi? Năm chắc lưỡi ra vẻ không hài lòng rồi kể lại mọi chuyện ở bệnh viện cho Ái Liên. Cậu ta thở hắt ra. Cô em của anh Đạt thật là ghê gớm. Cô ta nói em không ra gì cả. Anh chỉ muốn cho cô ta một cái bạt tai. Ái Liên cười bảo. Nó tức cũng đúng thôi. Vì em là vợ mà lại như thế, trong khi nó đang ở bên anh Đạt. Mọi người vẫn phải ở bên ngoài, vào có được đâu. Ở ngoài càng sốt ruột, tối đó em ở lại có mấy tiếng mà bệt chết đi được. Vậy phải cảm ơn ba chồng em chứ. Cũng phải thôi, có qua có lại. Hồi ba chồng bị tai nạn, anh Đạt túc trực bên cạnh. Bây giờ anh Đạt có chuyện, ông ấy ở bên là phải rồi. Em không lo lắng gì sao? Không phải anh nói anh Đạt đã tỉnh à? Thì ba chồng em nói vậy. Sáng nay ông Đường đã gọi điện thoại bảo Ái Liên đừng đến bệnh viện nữa, mà phải ở nhà để quản lý công việc. Liệu ba chồng cô có biết thông tin, có nghi ngờ gì cô hay không? Ái Liên nhớ khi cô hỏi Đạt bị bệnh gì, ông chỉ trả lời qua loa. Cô thấy một nỗi lo lắng mơ hồ xuất hiện trong lòng. Ái Liên có vẻ ngẫm nghĩ, cô nhìn Năm. Ông ta tốt với em thật, hay là đang dò xét em? Anh nghĩ xem. Tốt nhất sau giờ làm chiều nay, em phải vào thăm Đạt đi. Ái Liên gật đầu, cô nhíu mày. Sáng nay nhân viên bên công ty cứ làm loạn lên, làm cho em đau hết cả đầu. Sao mà em hiền thế? Đuổi hoặc là dọa đuổi vài người là yên thôi. Ái Liên cười. Anh đúng là sáng suốt. Chứ sao, anh là quân sư của em. Nhưng em làm gì có quyền đó, anh Đạt nói họ mới sợ. Thì em phải dựa vào anh Đạt. Nếu không họ sẽ coi thường em đấy. Ái Liên chỉ ra cửa. Nãy giờ mình nói chuyện như vậy có ai nghe lén không? Không đâu, bà ta đi xuống bếp rồi. Bà Hiền đã đến bên ngoài từ nãy giờ. Bà nghe hai người nói chuyện thân mật như thế, rất lấy làm khó chịu. Khi nghe câu nói của Ái Liên, bà hốt hoảng đi xuống dưới. Nhưng khi cánh cửa phòng ăn mở ra, bà Hiền đã quay lại. Bà Hiền thấy Năm ló mặt ra liền hỏi. Mời với cậu Năm ăn xong rồi phải không? Để tôi lên dọn. Năm nhìn bà Hiền trừng trừng. Nãy giờ gì đi đâu? Bà Hiền tỉnh bơ. Thì tôi ở dưới bếp chứ đi đâu. Cũng hơi lâu nên tôi lên xem hai người ăn xong chưa. Mợ chủ nói mợ còn phải nghỉ ngơi. Dì vào dọn đi. Bà Hiền vào phòng ăn. Ái Liên cũng đứng dậy đi về phòng. Bà bưng chén đĩa xuống dưới nhưng chưa vội rửa. Bà Hiền không muốn ăn đồ ăn thừa vừa đem xuống, bà chỉ đổ ít xì dầu ra ăn, rồi qua loa cho qua bữa. Bà ngồi thừ ra một lúc, rồi nhớ ra hành vi khả nghi của Ái Liên. Không biết mợ chủ bỏ chị vào trong thùng rác, mà có vẻ lo lắng khi nhìn thấy bà. Bà Hiền không nghĩ ngợi nữa, bà rửa nhanh đống chén bát, rồi úp lên kệ. Xong, bà đến phòng kho, nằm xuống chiếc giường nhỏ trong góc. Chỉ một lát sau bà đã ngủ ngon giấc. Bỗng bà nghe thấy tiếng Ái Liên gọi. Dì Hiền, giờ này mà dì còn đi ngủ được sao? Bọn trộm nó vào khiêng dì đi chắc dì cũng không biết. Bà Hiền ngồi bật dậy giải thích. Hôm qua con cháu tôi sốt, tôi phải thức với nó, nên giờ mới buồn ngủ. Xin lỗi mợ chủ. Lại lý do lý trốn. Dì càng ngày càng tệ hơn. Thôi, tôi đi đây. Dì lo coi nhà đi. Dạ. Ái Liên vừa đi qua công ty, bà Hiền ra đóng cổng rồi vào chỗ thùng rác. Bà mở ra xem, thấy một chai thuốc đang nằm bên trên. Bà cầm lên vỏ chai thuốc còn rất mới. Bên ngoài chai thuốc có hàng chữ vitamin C. Bà nhận ra đó là chai thuốc lúc sáng bà nhặt được dưới đất. Bà đã đặt lên trên bàn trang điểm của mợ chủ, có vài viên thuốc vương vãi dưới đất. Bà nghĩ chắc không dùng được, nên đã vứt vào thùng rác. Bà Hiền mở chai thuốc ra, vẫn còn đến gần nửa chai. Sao mợ Liên lại vứt đi? Bà Hiền phân vân một lúc, rồi bà lấy cái kính lão, độc hạn sử dụng, vẫn còn 9 tháng mới hết hạn. Bà Hiền thấy tiếc nhưng bà không dám lấy.
mợ Ái Liên đem vứt một cách lén lút như vậy, chắc chắn có vấn đề. Nếu bà lấy mà chiều về, mợ Ái Liên kiểm tra thì sao? Mợ vốn là người rất đa nghi. Bà Hiền đổ ra khoảng chục viên thuốc, lấy tờ giấy gói kỹ rồi đưa lên. Bà còn lấy cái túi ni lông trùm vào bên ngoài. Sau đó, nghĩ sao, bà Hiền không vứt chai thuốc mà lau sạch rồi đặt lên bàn. Trong khi đó, bên công ty, Ái Ly đã triệu tập cuộc họp bất thường để trấn áp dư luận. Năm cũng có mặt để hỗ trợ cho cô. Ái Ly nhìn khắp mọi người một lượt rồi lên tiếng. Tổng giám đốc đang bị bệnh cần phải nằm viện. Lẽ ra mọi người phải đồng lòng làm việc, chứ đâu có mọi người lợi dụng việc này để tụm năm tụm bảy nói xấu lãnh đạo. Bây giờ ai có chuyện gì muốn nói thì nói ra đi, xong rồi lo mà làm việc. Không ai trả lời, Ái Liên lại nói. Tôi đã cho mọi người cơ hội, nếu sau này ai còn tung tin đồn nhảm về tôi sẽ không tha cho đâu. Tổng giám đốc gặp chuyện, các người lập tức muốn ức hiếp tôi sao? Nằm trừng mắt. Ai dám làm bậy, chỉ nên đuổi việc hết đi. Đừng có cho cái đồ vô ơn có cơ hội làm việc ở đây. Cậu Năm nói đúng, ai có ý kiến gì nữa hay không? Mọi người im lặng, không nói gì, Ái Liên khoát tay. Các anh chị em ai về chỗ nấy, lo làm việc đi. Mở cửa đón khách hàng, tháng này mà doanh thu thấp thì sẽ bị phạt giảm tiền lương đấy. Nghe nói giảm tiền lương, mọi người nhanh chóng trở về vị trí. Ái Liên tưởng như vậy là có thể trấn áp nhân viên. Nhưng thật ra việc làm của cô càng làm cho sự nghi ngờ của mọi người tăng cao. Ở công ty họ không dám bàn tán, như khi ra ngoài người ta không ngớt hóng chuyện. Họ lại còn thêm mắm, dặm muối để câu chuyện ngoại tình của bà chủ càng thêm ly kỳ bí hiểm. Buổi chiều Ái Liên vừa về nhà thì ông Đường cũng đã tới. Ông Đường vội vàng nói với con dâu. Số thuốc mà Đạt đang dùng con để ở đâu? Con mang ra đây cho bà đi. Ái Liên thấy nhẹ trong lòng, may mà cô ta đã dự liệu trước. Tuy thế cô cũng hỏi. Để làm gì vậy ba? Bác sĩ bảo mang thuốc lên cho Đạt uống, khỏi phải mua. Trời ơi, có bao nhiêu đâu ba, cứ uống thuốc bệnh viện cũng được rồi. Ông Đường hơi bực tức nói. Nhưng bác sĩ đã nói thế thì con cứ làm theo đi. Dạ được. Ái Liên vào phòng biểu môi. Cô ta lấy hộp thuốc của Đạt ra, nhưng chợt thấy chai thuốc vitamin C vẫn đang để trên bàn trang điểm. Ái Liên hốt hoảng mở hộp bàn ra, ném đài vào. Cô nhớ lúc trưa cô đã vứt vào thùng rác cơ mà. Ái Liên dừng lại mấy phút để trấn tĩnh, sau đó cô mới ra ngoài đưa hộp thuốc cho ông Đường. Ông Đường lập tức cầm hộp thuốc mở ra xem rồi hỏi. Tất cả những thuốc Đạt từng uống đây sao? Còn loại nào nữa hay không? Ái Liên chột dạ, mặt cô ta thoáng chốc tái đi nhưng vẫn trả lời. Dạ, là tất cả thuốc của anh Đạt đó, sao ba lại hỏi như vậy? Thì ba sợ con có sót không? Bác sĩ cũng nói xem có loại thuốc nào Đạt không thể uống. Dạ, bác sĩ cũng thật là có tâm. Để ba mang thuốc vào cho Đạt, Đạt tỉnh rồi nhưng vẫn còn nằm trong phòng hồi sức, người nhà chưa được vào thăm. Con không cần phải đến bệnh viện đâu. Con định tí nữa cậu Năm đón hai đứa về, con sẽ vào thăm anh Đạt. Ông Đường lắc đầu bảo. Con ở nhà đi, bầu bì vào đó không tốt. Ái Liên thở ra. Ba hiểu, con rất cảm ơn ba. Nhưng con sợ có ai đó lại chê trách con không biết lo cho chồng. Ông Đường cười nhạt đáp. Cậu Năm đã nói lại với con sao? Cái cậu này cũng nhanh mồm nhanh miệng thiệt đó. Dạ, là do con hỏi nên cậu ta mới nói. Ba biết rồi, thôi ba đi đây. Con không phải sợ người này người kia nói gì đâu. Ai có hỏi thì nói ba bảo con ở nhà. Dạ. Ông Đường đi ra cổng. Bà Hiền đi theo định đưa cho ông mấy viên thuốc gói trong giấy, nhưng Ái Liên đã gọi. Dì Hiền, dì đi đâu vậy? Bà Hiền hơi giật mình quay lại. Tôi định đi ra đóng cổng. Không cần đâu, xe chở bọn trẻ sắp về tới, dì đóng làm gì? Dì vào đây, tôi có chuyện muốn nói với dì. Dạ. Bà Hiền nhìn ra cổng, ông Đường đã lên xe đi mất. Bà quay vào nhà đi theo sau Ái Liên. Ai ngờ Ái Liên quay lại nhìn thẳng vào mặt bà Hiền. Dì đừng có nhiều chuyện đấy. Có gì, dì định nói với bà tôi đúng không? Bà Hiền lắc đầu đáp. Dạ đâu có đâu mợ, tôi đâu có chuyện gì để nói với ông chủ đâu.
Ái Liên trừng mắt. Dì liệu hồn, đừng có ve vãn ba chồng tôi. Má chồng tôi mà biết, dì không được yên thân đâu. Bà Hiền sợ hãi. Mợ ơi, mợ nói gì kỳ vậy, oan cho tôi lắm. Tôi già cá rồi, sao tôi lại làm ra mấy chuyện thất đức như vậy chứ? Dì định chửi ai vậy? Tôi không có. Biết thân biết phận đi, đừng có léo hánh bên ba chồng tôi. Tôi đâu có dám chứ. Dì đi xuống bếp đi. Dạ. Bà Hiền vừa đi được mấy bước, chợt Ái Liên kêu giật lại. Dì Hiền, dì bỏ chai thuốc tôi vứt trong thùng rác lên bàn của tôi đúng chứ? Dạ đúng rồi mợ. Ái Liên giận dữ. Tại sao tôi vứt rồi dì còn dám lấy ra? Bà Hiền gãi gãi đầu nói. Dạ tôi thấy chai thuốc vẫn còn mới, vứt đi uổng quá tôi lấy ra. Tôi định xin mợ cho tôi dùng. Ái Liên hứ một tiếng. Cho sao được mà cho, thuốc đó hết hạn rồi. Dì dùng rồi có chuyện gì, dì lại đổ thừa cho tôi. Bà Hiền nhìn Ái Liên, bà nhớ thuốc vẫn còn hạn sử dụng khá lâu. Nhưng bà vẫn giả vờ hỏi. Ồ, thuốc đó hết hạn thì khá mợ. Chứ còn không à, mấy dì hỏi tôi, chứ không thì uống vào tác hại rồi đó. Hèn chi. Dì nói như vậy là ý gì? Thì cậu chủ uống thuốc hết hạn nên bị bệnh đó. Thôi, tôi không nói nữa. Tôi sợ như cậu lắm. Ái Liên châu mày. Dì ăn nói bậy bạ gì thế? Tại sao dì biết? Sao dì nói anh Đạt uống thuốc đó? Bà Hiền làm ra vẻ mặt thật thà đáp. Thì sáng nay tôi dọn dẹp phòng ngủ của mợ, thấy đổ ra mấy viên. Ái Liên giật mình. Vậy thuốc đó dì để đâu rồi? Tôi thấy giờ chắc không còn uống nên tôi vứt vào thùng rác. Có thật không đấy? Tôi vứt vào thùng rác, mợ không tin thì mợ đi kiểm tra đi. Ái Liên nhìn bà giúp việc rồi cô căng dặn. Chuyện này dì không được nói với ai. Tại sao vậy mợ? Thì người ta nói cậu không cẩn thận, uống thuốc hết hạn mà không biết, nên mới bị bệnh. Mà tôi cũng mới kiểm tra lại trưa nay. Tôi mà kiểm tra lúc trước thì đâu có tới nổi. Dạ. Đặc biệt không được nói với ba chồng tôi, vì ông biết sẽ trách tôi không biết chăm lo cho chồng đấy. Bà Hiền gật đầu nói. Mời chủ cứ yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai đâu, kể cả bà chủ. Nhớ đấy. Mà dì có nói cũng không có ai tin, biết chưa? Dạ, mà tối nay mà có cần tôi ở lại không? Có thêm một người vẫn hơn. Ái Liên nhăn mặt. Không phải cháu dì bị sốt sao? Dì đi về nhà đi, không cần ở lại đây đâu. Dạ. Có tiếng còi xe ô tô. Ái Liên không nói chuyện với bà Hiền nữa. Ái Liên bước ra ngoài. Dương và Ái Thu đang xuống xe. Ái Thu chạy về phía Ái Liên ôm lấy má. Hôm nay má cho tụi con vào thăm ba nha, con nhớ ba lắm. Ái Liên lắc đầu. Bác sĩ vẫn chưa cho ba ra ngoài, không vào thăm được đâu. Hôm nào ba khỏe, má sẽ đưa hai đứa đi nha. Ái Thu dậm chân. Nhưng con muốn đi với má bây giờ cơ. Má cũng không đi, ông nội không cho phép mình vào. Để cho ba nghỉ ngơi, mấy ngày nữa má hứa sẽ đưa hai đứa con đi chung. Thật nha má. Ừ, ngoan, má thương. Dương không đáp, cũng không đòi má đi thăm ông bà. Ông nội đã nói hiện giờ ba ở bệnh viện. Dương là người đàn ông duy nhất trong nhà. Dương phải bảo vệ má và em, nên Dương phải làm theo như thế. Ái Liên cùng hai con đi vào nhà, Năm cũng đi theo. Dương quay lại nhìn Năm hỏi. Cậu về bên công ty hay sao? Năm cười đáp. Cậu ăn cơm xong rồi sẽ về bên đó. Tự dưng Dương châu mày. Không có bà, đáng lẽ cậu không nên ăn cơm ở nhà cháu. Ái Liên quay lại mắng con. Sao con lại nói với cậu Năm như vậy? Không có bà càng cần phải có cậu Năm chứ. Dương liếc về phía Năm. Con nói như vậy không đúng sao? Nhà mình có con là đàn ông rồi, không cần cậu Năm đâu. Ái Liên ái ngại nhìn Năm. Dương nó còn nhỏ, chắc nghe ai nói bậy bạ gì đó nên mới như vậy. Cậu Năm đừng có giận nó, cậu vào ăn cơm với má con chị nha. Năm thở dài đáp. Hay là thôi, tôi ra ngoài ăn, tôi cũng không muốn chị khó xử với mọi người đâu. Năm dòm bước ra ngoài, Ái Liên ngăn cản. Giờ cậu đi ăn ở đâu? Vào đây ăn cùng với má con tôi, nếu không tôi giận đó. Rồi Ái Liên quay lại nhìn Dương, giận dữ bảo. Con xin lỗi cậu Năm đi. Cậu là bạn của ba, con không được hỗn láo với cậu như vậy. Nhưng con có hỗn láo đâu,
con chỉ nói sự thật thôi mà. Năm không muốn gây chuyện ồn ào, vội vàng ngăn cản. Không sao đâu em. À, chị đừng có mắng Dương. Dương không sai gì cả, cậu ăn cơm xong cậu sẽ về ngay Dương nhé. Dương đành phải gật đầu. Nhưng mà bữa khác cậu nên ăn bên ngoài đi. Nói xong thằng bé vội vàng đi vào trong nhà. Ái Thu cũng đi theo. Bà Hiền đã đứng ở phòng khách, thấy hai đứa trẻ đi vào. Bà đến xách cặp cho Ái Thu rồi bảo. Dương lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con. Bà đã dọn cơm rồi, còn Ái Thu đi theo bà tắm cho. Dưới nhà Năm cũng đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt đăm chiêu. Năm thở dài, nói với người tình. Thằng Dương nó ghét anh. Ái Liên an ủi. Chắc có ai đó nói gì với nó, chứ trước đây nó vẫn thích anh mà. Hay là bà Hiền? Anh nghĩ đi đâu vậy? Bà ấy có tiếp xúc với nó đâu. Với lại bà Hiền có nói, nó cũng chẳng có nghe. Vậy là chắc là ông Đường rồi đấy. Em để ý thấy nó tỏ thái độ với anh sau lúc anh Đạt vào bệnh viện tôi. Hay là hôm đó nó phát hiện ra điều gì? Điều gì? À, hôm đó nó sang gõ cửa nhà anh, mà anh hơi chậm, có lẽ nó để bụng. Ái Liên cười bảo. Vậy thì đơn giản thôi, để em giải thích với nó nghe lời em lắm. Có lẽ nên như vậy. Chợt nhớ ra Năm hỏi. Chiều nay em không vào bệnh viện thật sao? Ái Liên gật đầu đáp. Ba chồng bảo đừng vào thì em không vào. Ông nói có ai nói gì thì cứ trả lời là do ông bảo vậy. Ái Thu đã tắm xong, con bé thay bộ đồ trong nhà, đi xuống dưới với bà Hiền. Ái Thu nắm chặt tay bà Hiền bảo. Bà cháu chưa về, bà ở lại với cháu đi bà ơi. Bà Hiền quay sang nhìn Ái Liên rồi dịu giọng bảo. Cháu bà ở nhà đang bị bệnh, hôm nào đó hết sốt, bà sẽ ở lại đây với cháu có được không? Ái Thu phụng phịu nói. Bà hứa nha. Ừ, bà giữ lời hứa mà. Bà Hiền quay sang nhìn Ái Liên. Mời chú, tôi đã dọn sẵn cơm. Mời mợ với cả nhà xuống ăn cơm, tôi xin phép về trước. Bà Hiền lẳng lặng đi ra ngoài. Ra khỏi cổng, bà còn quay lại nhìn ngôi nhà của chủ. Trước đây không khí trong nhà rất vui vẻ, đầm ấm. Bây giờ thì đã khác. Mợ Ái Liên luôn khó dễ với bà, nhưng bà vẫn phải tiếp tục làm việc ở đây. Bà quý cậu Đạt và thương hai đứa con của cậu mợ. Hơn nữa Đạt là người hào phóng, lương tháng của bà cao hơn so với những nơi khác. Bà Hiền không thể bỏ qua chỗ làm này. Ông Đường đã mang số thuốc Ái Liên đưa cho ông, mang đến bệnh viện cho bác sĩ Nguyên. Bác sĩ Nguyên chỉ lấy 2 viên mỗi loại để nhờ một người quen tin cậy ở bộ phận dược kiểm tra. Là một điều kết quả cho thấy các loại thuốc mà Đạt dùng đều chuẩn, không có loại nào có chứa Gardeno, là chất gây hôn mê mà người ta tìm thấy qua mẫu chất nôn của Đạt. Lúc này Đạt đã tỉnh, dù còn mệt, Đạt cũng có thể trò chuyện. Nguyên khám cho Đạt xong, anh nói. Anh Đạt thấy trong người thế nào rồi? Cảm ơn bác sĩ, tôi cảm thấy khỏe, nhưng thỉnh thoảng lại thấy hơi nhức đầu và thèm cái gì đó. Anh thèm gì? Tôi cũng không biết rõ là thứ gì, cứ thấy thèm thèm thôi. Tôi hiểu rồi. Nguyên về phòng mang số thuốc mà ông Đường đã mang đến, đưa cho Đạt xem. Rồi nói với Đạt. Anh nhìn kỹ đi, rồi nói cho tôi biết, anh có biết những loại thuốc này hay không? Đạt cầm số thuốc xem đi xem lại, rồi trả lời. Các loại thuốc này đều là những loại thuốc tôi vẫn uống ở nhà. Nguyên lại hỏi. Ngoài những thứ thuốc này ra, anh có uống thêm loại thuốc nào nữa không? Đạt gật đầu bảo. Tôi có uống thêm vitamin C, nhưng trong số thuốc này lại không thấy có vitamin C. Anh nhận ra được luôn sao? Thì ngoài vỏ chai có ghi tên vitamin C. Sao tôi không nhận ra? Anh mua vitamin C ở quầy thuốc phải không? Không, là do vợ tôi mua. Cô ấy thấy tôi mệt mỏi nên cho tôi uống để nâng cao sức đề kháng. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Đạt nói thêm. Uống thuốc đó vào hình như dễ ngủ hơn. Hôm đi liên hoan, tôi thấy vợ cứ cằn nhằn nên tự lấy uống. Mà mệt quá nên uống thêm cả một đống. Cứ nghĩ uống nhiều sẽ mau khỏe, say nên mới suy nghĩ bậy bạ như thế. Nguyên đứng yên không nói gì. Đạt thở dài bảo. Cũng tại tôi mà mọi người phải lo lắng. Mọi người không trách anh đâu, anh không cần phải tự trách bản thân. Đạt nhíu mày. Nói ra thì thấy không biết có đúng không.
Tôi chợt nghĩ ra hình như tôi muốn uống vitamin C thì phải, tôi muốn lắm. Nguyên nhìn Đạt. Vậy sao? Tôi sẽ kê thêm vitamin C cho anh. Bây giờ anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Với tình hình này, mai anh có thể chuyển đến khoa nội. Tôi có thể ở lại đây đến khi ra viện không? Nguyên nhèo mắt. Anh muốn ở lại đây sao? Giọng Đạt buồn bã. Tôi không muốn mọi người nhìn tôi như thế này. Rồi Thăm hỏi. Ở đây không ai vào thăm non được. Nguyên thở ra. Để tôi xem. Đề Đạt ý anh với trưởng khoa xem thế nào, chứ ở khoa này tiền viện phí cao hơn. Nằm lâu sợ mấy anh bảo hiểm y tế sẽ xuất toán. Tôi có thể xin nằm dịch vụ để khỏi ảnh hưởng tới khoa anh, có được không? Được rồi, tôi sẽ hỏi lại. Anh yên tâm nghỉ ngơi cho lành bệnh đi. Đạt nhắm mắt nằm yên như không ngủ. Có lẽ do mấy ngày nay ăn nằm một chỗ không hoạt động. Nguyên nhìn Đạt với vẻ thông cảm. Nguyên vẫn chưa nói cho Đạt biết anh ngộ độc Gardeno. Đạt chỉ biết mình bị ngộ độc rượu mà thôi. Tự dưng Nguyên cảm thấy nghi ngờ. Vitamin C kia ắt hẳn là có vấn đề. Không thì sao Đạt lại muốn uống như thế? Nguyên kê thêm vitamin C vào bệnh án của Đạt và bảo điều dưỡng đi phát thuốc. Nhưng khi cô điều dưỡng đưa thuốc cho Đạt, Đạt lắc đầu nói với Nguyên. Không phải loại này đâu bác sĩ. Nguyên trấn an. Thuốc dù cùng một loại cũng có thể có nhiều mẫu mã khác nhau. Anh cứ uống đi, là vitamin C. Nhưng một giờ rồi hai giờ trôi qua, Đạt vẫn không tìm thấy cảm giác như ngày trước. Anh vẫn cảm thấy thèm vitamin C ở nhà. Nguyên hiểu vitamin C mà Đạt thèm chính là Gardeno. Nguyên lắc đầu thở dài. Không lẽ vợ Đạt có liên quan tới việc nghiện thuốc của anh ấy? Nhưng đó là suy đoán của anh. Anh không muốn nói cho ai biết. Khi Nguyên ra hành lang, ông Đường vẫn còn ngồi đợi trên ghế. Thấy Nguyên, ông Đường mừng rỡ đứng lên, đi theo Nguyên. Đến chỗ mấy cái ghế đá, Nguyên và ông Đường cùng ngồi xuống. Không để ông Đường hỏi, Nguyên thở dài nói. Kết quả các loại thuốc đều đạt chuẩn thầy à. Đều đúng là những loại bác sĩ đã kê đơn cho anh Đạt. Thế thì loại thuốc ngủ ấy ở đâu ra? Gần đây Đạt có vài tâm sự với thầy. Không lẽ Đạt tự mua uống và giấu chúng ta? Nguyên ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng. Cũng có thể như thầy dự đoán. Nhưng khi em hỏi chuyện anh Đạt, anh ấy nói có dùng tới vitamin C do vợ mua. Ông Đường nhìn Nguyên. Thế vitamin C có trong khay thuốc thầy đưa tới hay không? Dạ không. Mà anh Đạt còn nói tối đó anh đã uống nhiều viên vitamin C đó. Thật sao? Dạ. Anh Đạt nói thế làm cho em rất nghi ngờ. Có chuyện uẩn khúc liên quan tới vitamin C. Đó không phải là vitamin mà là thuốc an thần. Em nghi ngờ chai vitamin C là đúng, nhưng không biết ai là người mua thuốc này. Nếu Đạt tự mua thì sao? Anh Đạt đã nói với em là vợ anh ấy mua. Ông Đường thở dài bảo. Thế sao? Nói thật, ngay khi nghe em nói Đạt bị trúng độc thuốc ngủ, thầy rất muốn nhờ công an vào cuộc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sợ liên lụy tới người nhà thầy lại thôi. Có lẽ thầy phải nhờ bên công ty thám tử điều tra xem. Nguyên có vẻ tư duy. Những ngày anh Đạt nằm viện, tụi em đã theo dõi và làm xét nghiệm đầy đủ, đã phát hiện anh Đạt có dấu hiệu nghiện Gardeno. Lần này sẽ điều trị dứt điểm cho anh ấy. Cảm ơn em. Thầy đừng khách sáo, thầy sang chỗ nhà trọ nghỉ ngơi đi thầy. Hết giờ hành chính thầy quay lại. Bên khoa có thể để cho thầy vào thăm anh Đạt vài phút. Thầy biết rồi. Em đi lâu quá, bây giờ em phải về khoa. Em đi đi. Thầy nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ thầy nha. Anh Đạt như vậy là tốt rồi, thầy đừng lo lắng. Anh Đạt lại muốn ở lại bên khoa em đến khi ra viện thầy à. Như vậy cũng tốt. Thầy biết rồi. Em chào thầy. Ông Đường nhìn theo cho tới khi bóng Nguyên đã khuất sau dãy nhà. Tự dưng ông Đường cảm thấy bất an. Không lẽ con dâu ông lại liên quan tới việc đầu độc con trai ông? Hoặc chỉ vô tình mà gây ra? Không phải đâu. Ông Đường còn nhớ dáng vẻ thất thần của con dâu khi ông và Năm tới bệnh viện. Cả khi ôm chầm lấy Năm, tiếng khóc nghẹn ngào nghe rất ai oán. Ông Đường biết cô rất đau khổ. Nhưng mà như thế là thế nào? Ông Đường xâu chuỗi lại tất cả mọi việc. Ông không muốn kết án con dâu. Nhưng nếu thực sự cô là thủ phạm gây ra việc vừa rồi, ông cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Ông Đường lại nghĩ tới đứa con Ái Liên đang mang trong bụng. Ông không đủ nhẫn tâm để cháu ông sinh ra mà không có bố.
Vậy thì ông làm sao đây? Ông Đường đứng dậy đi lang thang trong khuôn viên bệnh viện. Ông không muốn suy nghĩ gì nữa. Để lòng có chút thanh thản, ông do dự không biết có nên thuê thám tử điều tra mọi chuyện như đã nói với Nguyên hay không. Nếu là một sự thật đau lòng, liệu có nên phơi bày ra cho mọi người biết? Hay là phải giấu kín, một mình đối diện với nó? Ông Đường chỉ có mình Đạt là con trai. Dù ông không đặt nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng con trai dù sao cũng là người sau này sẽ lo chuyện hương khói, cúng dỗ cho tổ tiên. Ông Đường muốn Đạt sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Vì Đạt, ông có thể hy sinh tất cả, ngay cả tuổi thọ của ông, như ông đã từng khấn nguyện. Đạt nằm viện mất 2 tuần, vì điều hành công ty, Đạt ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Quốc Hùng. Quốc Hùng là người có năng lực và trách nhiệm, nên mọi việc đều rất suôn sẻ. Chỉ có chút trở ngại ở chi nhánh 1, vì Ái Liên vẫn chưa quen nghe lệnh từ người khác. Nhưng đâu rồi vào đấy, doanh thu không vì thế mà giảm xuống, lại có xu hướng tăng lên, nhất là ở 2 chi nhánh 2 và 3. Đạt rất yên tâm và tin tưởng vào người phó của mình. Đúng là Quốc Hùng đã không phụ lòng kỳ vọng của Đạt. Ông Đường không muốn con trai biết anh bị ngộ độc Gardeno, nên ông phải cho Nguyên ở phòng dịch vụ, đồng thời đề nghị các bác sĩ chỉ nói cho Đạt biết anh đang bị ngộ độc rượu mà thôi. Nhưng một buổi chiều, lúc Đạt tiễn ông Đường về và quay trở lại, tình cờ Đạt nghe hai cô điều dưỡng nói chuyện với nhau về người bệnh tên Đạt bị nghiện đang nằm ở phòng dịch vụ. Họ còn kháo nhau rằng đó là một đại gia ăn chơi, muốn tìm cảm giác mạnh nên mới dẫn đến nghiện ngập. Khi hai cô điều dưỡng thấy Đạt đi bên cạnh, họ sợ hãi lắc đầu và đi nhanh về phía trước. Đạt chặn họ gặng hỏi, hai cô vừa nói sao? Cả hai cô lấm lét nhìn nhau, một lát sau thì một người lên tiếng. Chúng tôi nói gì đâu. Tôi vừa nghe các cô nói Đạt bị nghiện. Nhưng có ai nói gì đâu. Là một người khác. Bộ chỉ có mình anh tên Đạt thôi sao? Anh hãy xuất ra để chúng tôi đi làm việc. Đạt tránh ra cho họ đi. Nhưng Đạt biết họ đang nói về mình. Nếu đúng như họ nói, thì Đạt là người nghiện như thế nào? Sao có thể như thế được chứ? Đạt hoang mang lo lắng. Cả đêm hôm đó, Đạt không thể ngủ. Sáng hôm sau, khi bác sĩ Cát đến khám bệnh cho Đạt, tự dưng Đạt cầm tay ông rồi hỏi. Bác sĩ hãy cho tôi biết tôi đang bị bệnh gì mà phải điều trị lâu như thế. Bác sĩ Cát ngồi xuống cạnh Đạt và nói. Sao bữa nay cậu lại hỏi tôi như thế? Lúc vào khoa, tôi đã từng nói bệnh của cậu rồi kia mà. Cậu bị ngộ độc rượu, lại có vài bệnh nền, đương nhiên là phải nằm lâu. Đạt lớn tiếng bảo. Xin bác sĩ đừng nói dối tôi. Tại sao mọi người đều giấu tôi? Tôi là một thằng nghiện không thể chữa khỏi. Có phải không bác sĩ? Bác sĩ Cát ôm tồn bảo. Cậu ấy bình tĩnh đi. Bệnh cậu đang diễn biến tốt. Vài ngày nữa tôi sẽ cho cậu ra viện. Có phải cậu nghe ai đó nói gì hay không? Tôi không định giấu cậu đâu. Chỉ là muốn sau khi cậu bình phục, tôi sẽ nói ra. Tôi có thể lành bệnh không bác sĩ? Đương nhiên là có thể. Cũng nói luôn cho cậu biết. Loại thuốc gây ngộ độc, gây nghiện cho cậu có tên là Gardeno. Cậu đã dùng kéo dài rất lâu. Nhưng sổ khám bệnh của cậu không thấy bác sĩ kê loại thuốc đó. Ba cậu lo lắng có ai đó đã tráo thuốc của cậu. Đạt thở dài bảo. Thì ra là như thế. Chúng tôi là người thầy thuốc, trách nhiệm là chữa bệnh cho cậu. Còn nếu cậu muốn điều tra mọi việc thì có lẽ cậu nên báo công an. Cảm ơn bác sĩ. Mong bác sĩ không nói lại với ba tôi về cuộc nói chuyện này. Bác sĩ Cát gật đầu. Được rồi, chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới ai. Tôi đồng ý với cậu. Mà nè, sao cậu và ba cậu giống nhau quá thế? Đạt chỉ mỉm cười không nói. 3 ngày sau Đạt được bác sĩ cho xuất viện. Ông Đường vào từ sớm. Ông dành đi làm thủ tục thanh toán rồi nhận giấy ra viện cho Đạt. Tin tưởng Đạt không hay biết về tình trạng bệnh tật. Đạt cứ để cho ông Đường làm theo ý ông. Không để ông nhận ra Đạt đã biết tất cả. Ông Đường còn không biết một bí mật bệnh tật mà Đạt đã phát hiện ra trong thời gian nằm điều trị ở bệnh này. Ông Đường đã điều tra ra thuốc Gardeno là do Ái Liên đã mua và biết cả chỗ bán cho cô con dâu. Nhưng ông Đường chưa muốn làm lớn chuyện. Con dâu ông đang mang thai, ông sợ ảnh hưởng không tốt tới đứa bé trong bụng Ái Liên. Ông Đường định bụng sẽ gặp riêng Ái Liên để cảnh cáo cô. Bởi vậy, ông Đường quyết định không điện thoại cho con dâu,
chỉ thông báo cho hai người em gái của Đạt biết. Vợ chồng Hằng bận không đến được, chỉ có vợ chồng Nga đưa xe đến đón ông Đường và Đạt. Đạt đã khỏe, chỉ có người hơi gầy hơn so với trước, nhưng như vậy càng làm cho anh trông điển trai. Bà Hiền mở cổng cho cậu chủ, mắt bà rơm rớm nước mắt. Bà Hiền đến bên cậu Đạt, suýt xoa vì cậu đã gầy đi. Bà đã mấy lần muốn làm cơm mang đến cho cậu, mà nghe nói người ta không cho tới. Bà Hiền cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho Đạt tai qua nạn khỏi. Đạt cười cười nhìn bà giúp việc với vẻ trìu mến. Đạt nói: "Trưa nay dì nhớ nấu gì ngon ngon, có cả bà tôi và hai em nữa." Nga lắc đầu bảo: "Tụi em không ăn trưa đâu, tụi em về đây." Đạt nhìn em gái nói: "Đã tới đây rồi thì vào ăn với anh bữa cơm đi." Thành, chồng Nga mỉm cười: "Anh đã nói vậy thì tụi em sẽ ở lại." Bà Hiền đon đã: "Mời ông và em vào nhà, tôi nấu tí là xong ngay." Lúc đó, ông Đường và mọi người mới vào nhà. Đạt nói với mọi người: "Bà và hai em ngồi chơi, dì Hiền đi pha nước giúp nha. Con phải vào tắm rửa, đi đâu cũng không bằng ở nhà." Ông Đường ngồi xuống ghế: "Được rồi, con đi tắm đi." Đạt vào phòng tắm thì Ái Liên cũng vừa vào nhà. Cô đã thấy bà Hiền mở cửa cho xe ô tô vào bên trong. Ái Liên hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của ông Đường và vợ chồng Thúy Nga. Cô đưa mắt dò hỏi mọi người: "Dạ, ba có việc gì đến đây vậy ba? Anh Đạt sao rồi ba?" Thúy Nga nhìn chị dâu, giọng nói có đôi chút mỉa mai: "Đáng lẽ chúng tôi phải hỏi chị dâu câu đó. Anh Đạt là chồng chị, sao chị hỏi ba là anh Đạt sao rồi? Còn nữa, không có chị thì ba với tụi tôi không đến đây được sao?" Ái Liên kêu lên: "Kìa cô Thúy Nga, sao cô lại nói chị như vậy chứ?" Thúy Nga biểu môi, nhìn vào cái bụng của Ái Liên: "Lần này chị sinh đôi hay sao mà mới 5 tháng cái bụng đã to như thế chị dâu?" Ái Liên mệt mỏi trả lời: "Gần 6 tháng rồi mà cô, con sò thì bụng phải to thôi." "Thấy chị mệt mỏi như vậy hèn chi, chị ở nhà biết, không mấy khi thấy chị ghé qua thăm chồng." "Thì chị cũng phải quản lý công ty, ba và anh Đạt cũng bảo chị bầu đừng có vào viện, chứ chị có phải không muốn vào đâu." Nga cười nhạt bảo: "Tôi được biết là dạo này anh Quốc Hùng mới là người quản lý công ty, chị vẫn chỉ làm công việc kế toán của chị thôi mà." Ông Đường đưa mắt nhìn con gái: "Đành rằng anh Quốc Hùng quản lý, nhưng chị con cũng phải coi sóc cửa hàng thay anh con chứ." "Con hơn thua với chị làm gì vậy con?" "Thì con có sao nói vậy thôi ba." Ái Liên nhìn sang ông Đường nói: "Trưa nay ba với cô chú ở lại ăn cơm với con, để con dặn dì Hiền nấu cơm thêm." Thúy Nga cười cười bảo: "Cảm ơn chị dâu, anh Đạt đã nói dì Hiền rồi." Ái Liên hơi ngạc nhiên: "Anh Đạt đã được xuất viện rồi sao? Sao không ai nói với con thế? Để con đi đón anh ấy." "Thì bây giờ anh Đạt về rồi, chị dâu bầu bì với bận việc công ty, ba và tụi em đi đón là được rồi." Nói chuyện tới đó, Đạt mở cửa phòng ngủ bước ra. Ái Liên sững sờ: "Anh khỏe thật rồi sao?" Đạt ngồi xuống ghế: "Sao em có vẻ ngạc nhiên thế?" Ái Liên trả lời chồng bằng một câu hỏi khác: Sao anh về mà không gọi em đi đón?" "Anh thấy em bận bịu công việc, lại còn bầu bì nên nhờ chú Thành đến đón." Ái Liên nhíu mày nói: "Nhà mình có tài xế mà anh, làm thế có phiền cô chú ấy không?" Thúy Nga cười khẩy: "Anh em ruột chứ có phải người ngoài đâu mà phiền, chị dâu. Với lại người tài xế kia là của công ty, có phải người giúp việc trong nhà mình đâu chị dâu." Ái Liên giả lả: Là chị sợ cô chú phải bỏ công việc mà thôi." Vừa lúc ấy Nam vội vã đi vào. Nam đã thấy chiếc ô tô đậu bên ngoài nhưng không nhớ là của ai. Nhìn thấy Đạt và những người khác, Nam có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta nhanh chóng đi về phía Đạt. "Anh được xuất viện rồi sao? Chào ơi, em mừng quá. Vắng anh, mọi việc cứ rối tung rối mù cả lên anh ạ." Ông Đường cười nhạt bảo: "Làm gì tới nỗi như cậu Nam nói, tôi thấy cậu Quốc Hùng làm việc cũng đầu ra đấy." Nam chép miệng: "Là bác không biết đó thôi. Anh Quốc Hùng sao bằng anh Đạt nhà mình. Đó là chưa kể anh ta lợi dụng anh Đạt không có mặt ở công ty, làm mưa làm gió, ngay cả chị Ái Liên mà anh ta cũng không kiêng nể."
Ái Liên gật đầu như xác nhận lời nói của Năm, nhưng Đạt lại lắc đầu bảo. Là do tôi bảo anh Quốc Hùng làm như vậy đấy. Người đứng đầu thì phải ra dáng người đứng đầu, để anh em tâm phục khẩu phục mà làm theo. Phải có tôn ti trật tự, người trên kẻ dưới, đầu ra cá mè một lứa. Năm ngượng chín mặt lý nhí. Em xin lỗi, em không biết đó là ý của anh. Tôi rất hài lòng có người phó như anh Quốc Hùng. Anh ấy làm việc còn tốt hơn cả tôi. Thật. Bà Hiền hù hởi đi lên nhà trên, bà vui vẻ cất tiếng. Xin mời mọi người xuống ăn cơm. Hôm nay cậu Đạt trở về, coi như nhà mình ăn mừng một bữa. Năm cũng đi theo mọi người xuống dưới. Ngà trố mắt rồi hỏi. Anh ăn cơm chung với nhà anh Đạt sao? Thì từ trước tới giờ vẫn thế. Cô thấy có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Nhưng anh ở bên văn phòng mà lại sang đây ăn cơm sao? Vậy nửa tháng anh Đạt nằm viện, anh cũng ăn cơm chung với chị dâu tôi sao? Còn có chị Hiền mà. Tôi đâu có nói gì đâu. Tại sao anh phải giải thích như vậy? Năm đỏ mặt không nói. Thúy Nga mỉm cười đầy vẻ mỉa mai. Năm đã nhìn thấy nụ cười ấy, cậu ta tức giận lắm. Một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên trong đầu Năm. Để xem rồi cuối cùng ai sẽ cười ai. Cậu ta sẽ làm cho những người ở đây, trừ Ái Liên, chỉ còn cười trong nước mắt. Ái Liên quay sang Đạt, ôm lấy chồng. Nhưng Đạt đã gạt tay cô ra. Ái Liên có vẻ hụt hẫng. Cô buồn bã nói. Anh làm sao thế, anh không nhớ em sao? Đạt nhìn vợ tủm tỉm cười. Nhớ em chứ sao không? Thế em có nhớ anh không? Đương nhiên là nhớ anh, nhưng ba sợ ảnh hưởng tới con chúng ta nên không cho em vào bệnh viện. Anh giận em vì chuyện đó sao? Không, anh đâu có giận em. Vậy thì sao em thấy anh không được vui? Đạt chồm dậy nhìn thẳng vào mặt vợ. Em có biết vừa rồi vì sao mà anh phải nằm viện không? Không phải vì anh uống nhiều rượu sao? Không phải đâu. Em có muốn biết nguyên nhân không? Là gì hả anh? Anh bị ngộ độc Gardeno. Ái Liên kêu lên. Sao anh biết? Rồi như thấy mình lỡ lời, cô ta lại hỏi. Bác sĩ nói với anh như vậy sao? Em có biết tại sao anh bị ngộ độc không? Ái Liên đột nhiên xích lại phía tường. Làm sao em biết được chứ, anh hỏi kỳ cục thế. Anh nghi ngờ em sao? Đạt lắc đầu nói. Anh không nghi ngờ em. Nếu như anh tìm ra được kẻ hại anh nhất định sẽ không tha. Anh nói không nghi ngờ em, nhưng thái độ của anh làm cho em sợ. Em có liên quan gì đâu mà sợ. Thôi, em ngủ đi. Anh cũng đã mệt. Ngày mai anh còn phải xem tình hình công ty thế nào. Dạ. Đạt nằm ngửa người ra chậm rãi nói. Thời gian này anh thấy trong người không được khỏe. Có lẽ anh sẽ bàn giao công việc bớt cho anh Quốc Hùng. Còn nữa, anh sẽ trả nợ cho ba bằng số cổ phần mà anh đang có. Em cũng biết trước đây là anh từng nói với em, ba cho anh mượn số vốn lớn. Anh làm sao vậy? Sao bây giờ lại nói chuyện đó? Vợ chồng với nhau, anh phải nói trước để em không bỡ ngỡ. Mai anh sẽ chuyển nhượng để trả cho ba. Sao vội vậy anh? Ba đã đòi đâu. Số cổ phần của anh phải lớn thì địa vị trong công ty mới vững chãi được chứ. Em chỉ nên lo cho con. Những chuyện khác cứ để anh. Anh không để cho em và các con chịu thiệt đâu. Kìa anh. Còn chuyện này nữa, anh đã định hỏi em mà cứ quên. Chai thuốc vitamin C anh thường uống mỗi đêm đâu rồi? Anh tìm mãi không thấy. Chai thuốc đó hết rồi anh à. Em chưa mua chai mới. Hết thật rồi sao? Hôm đó khi anh uống, anh thấy vẫn còn rất nhiều. Ái Liên hơi lúng túng. Hôm đó anh làm rơi thuốc ra sàn. Sáng hôm sau dì Hiền quét dọn đã bỏ hết vào thùng rác rồi. Thế sao? Dạ, nếu cần thì em sẽ mua chai khác cho anh. Thôi, em không cần phải nhọc công đâu. Bác sĩ đã dặn anh chỉ được uống những loại thuốc của bệnh viện thôi. Dạ. Ngủ đi. Đạt quay người lại với Ái Liên nhắm mắt. Nhưng Đạt không ngủ. Anh giả vờ cất tiếng ngáy. Ái Liên cũng không ngủ. Chỉ nghe chốc chốc có tiếng thở dài phát ra. Ái Liên có cảm giác Đạt đã biết gì đó, chỉ là anh chưa nói ra. Ngay cả ông Đường, ánh mắt ông nhìn cô cũng có cái gì đó rất lạ, không giống với trước kia. Mãi tới gần sáng, Ái Liên mới có thể ngủ. Cô không biết Đạt vẫn đang âm thầm quan sát cô. Đạt vẫn còn yêu thương vợ rất nhiều. Anh biết
Ái Liên đã cho anh uống thuốc an thần, nhưng lý do đằng sau thì anh chưa rõ. Tình cảm của Đạt đối với vợ bắt đầu có vết rạn nứt khó có thể hàn gắn. Sáng hôm sau, khi Ái Liên còn ngủ mê mệt, Đạt đã thức dậy. Đạt đi lên tầng 2, ghé qua phòng của Dương và Ái Thu. Cả hai vẫn còn ngủ ngon. Khuôn mặt các con ngây thơ và thánh thiện khiến Đạt cảm thấy rất nhẹ lòng. Đạt có thể vì con mà tha thứ cho vợ. Nếu lỗi của Ái Liên có thể tha thứ. Đạt thở dài, còn nếu cố tình hạ độc anh, làm sao anh có thể sống chung với người như thế? Suốt chiều hôm trước, Ái Liên đi làm. Đạt đã cố tìm vitamin C nhưng không thấy. Bà Hiền nhìn anh tìm kiếm bằng đôi mắt rất lạ. Bà còn hỏi anh muốn gì nhưng anh không đáp. Chợt một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh. Hàng ngày chỉ có bà Hiền ở nhà, hay là... Nhưng rồi anh lại xua đi ý nghĩ đó. Bà Hiền mà anh biết là người phụ nữ thật tà, nhân hậu, bà sẽ không làm chuyện có hại cho anh. Đạt đi đến cầu thang, lặng lẽ bước xuống. Khi đi qua phòng ngủ, Đạt nhìn vào, vẫn thấy Ái Liên đang ngủ ngon. Đạt đi ra trước nhà, đổ nước đầy bình tưới, rồi tưới nước cho mấy giò lan. Cả nửa tháng nay không có bàn tay chăm sóc của Đạt, vậy mà các giò lan vẫn kiên cường vươn thẳng. Một vài giò lan còn loang ra. Những chuỗi hoa tím xinh xinh làm cho lòng Đạt cảm thấy nhẹ nhõm. Lan đúng là loài hoa có sức sống bền bỉ, Đạt cũng sẽ cố gắng được như thế. Một lát sau bà Hiền cũng tới. Hôm nay bà Hiền đến sớm nửa giờ. Bà Hiền muốn nấu món bún riêu cho cả nhà ăn. Đạt trở về, bà Hiền cảm thấy thực sự rất vui. Bà nấu xong, lên tầng 2 gọi Dương và Ái Thu. Đạt bảo bà Hiền gọi luôn Ái Liên dậy. Ái Liên khá ngạc nhiên. Vì những lần trước anh vẫn để cho ngủ, lúc nào muốn dậy thì mới phải dậy. Đạt sang bên cửa hàng chi nhánh một trước. Mọi người gặp Đạt ai cũng vui. Họ giải thích chuyện không đến thăm bệnh viện là do phu nhân cấm không cho đi. Đạt tươi cười bảo đó là ý của anh. Phu nhân gì chỉ là chấp hành. Đạt không muốn có hình ảnh xấu trong mắt mọi người. Tiếp đó, Đạt lại sang bên hai cơ sở 2 và 3. Ở đây, Đạt cũng chiêu đãi tất cả nhân viên một chầu cà phê sáng. Mọi người vui vẻ đón nhận, chia sẻ niềm vui trở lại làm việc của Đạt. Đạt về nhà vẫn cố gắng giữ thái độ bình thường, nhưng Ái Liên vẫn nhận ra chồng có gì đó khàn khác so với trước. Ánh mắt anh nhìn cô không còn đăm đắm, yêu thương như trước, mà hình như có chút ngờ vực. Khi nói chuyện với vợ, Đạt thường nhắc đến việc anh ngộ độc thuốc ngủ, anh phải truy tìm thủ phạm hại anh để có thể trả thù. Mỗi lần nhắc tới chuyện ấy, Đạt cứ nhìn chằm chằm vào mắt vợ, khiến lòng cô vô cùng hỗn loạn. Tuy vậy, có một lần, Ái Liên mạnh dạn nói với Đạt. Anh à, nhà mình cả ngày mọi người đều đi làm đi học, chỉ có mình dì Hiền ở nhà. Cửa các phòng đều không có khóa, dì Hiền muốn làm gì chẳng được, hay chính dì Hiền đã tráo thuốc của anh? Đạt mỉm cười nói. Em nói cũng có lý, nhưng tại sao em nghĩ được là có người đã tráo đổi thuốc của anh? Các loại thuốc đều được mua sau khi đi khám, đáng lẽ mình phải nghi ngờ vấn đề từ quầy thuốc mới đúng. Dì Hiền đâu có biết, cũng đâu có khả năng tạo ra thuốc giả để đổi. Với lại dì ấy đâu có thù hằn gì với anh. Thì có khi có người đứng sau lưng dì Hiền, sai khiến dì ấy làm chuyện đó. Theo em thì ai có thể làm ra chuyện đê hèn như thế? Thì là những kẻ muốn chiếm lấy vị trí của anh. Có thể như vậy lắm. Anh phải gọi bà Hiền đến để điều tra, rồi đuổi việc bà ta luôn đi. Em nghĩ là dì Hiền thật sao? Vậy anh nghĩ coi còn ai vào đấy? Đạt cười chua chát. Em có nghi ngờ tới cậu Năm không? Ái Liên giật thót, ngồi nhổm dậy. Trong ánh mắt cô dường như có sự sợ hãi. Tuy nhiên cô vẫn bình tĩnh hỏi lại. Sao anh lại nghi ngờ cậu Năm? Cậu ấy là bạn của anh cơ mà. Cậu Năm là người mua thuốc cho anh hàng tháng đấy. Nhưng mỗi tháng cậu ấy đưa thuốc về đều nguyên vỉ. Nói như anh, cậu ta làm sao mà làm thuốc giả được chứ? Tuy nhiên Đạt cười to. Anh đùa tí thôi mà xem em kìa, sao em lo lắng thế? Anh làm sao có thể nghi ngờ người anh em của mình được chứ? Ái Liên biết không phải tự dưng mà Đạt nói như thế. Cô bắt đầu đề phòng anh. Mỗi đêm cô không dám sang bên công ty để gặp Năm, cũng không dám liên lạc với Năm qua điện thoại như trước. Ái Liên không hề biết Đạt đã biết chuyện cô lén lút mua Gardeno và cho anh uống hàng đêm. Nếu Ái Liên chịu nhận việc làm của mình và giải thích xác đáng,
thì dù không biết thực hư thế nào, Đạt cũng có cái cớ để cho qua mọi chuyện. Đằng này Ái Liên lại đổ lỗi cho bà Hiền, làm Đạt bắt đầu cảm thấy kinh tởm. Từ bao giờ mà Ái Liên trở nên như thế, cô đã hoàn toàn khác với người con gái mà Đạt gặp lần đầu. Tài Đạt hay tài hoàn cảnh đã làm cho Ái Liên thay đổi. Thời gian gần đây, Đạt có vài lần nghe nhân viên bàn tán về mối quan hệ không bình thường của Ái Liên và Năm. Đạt muốn không tin điều đó, nhưng những gì diễn ra trước mắt như đã chứng minh những lời đồn đó quả không sai. Đạt thở dài, Đạt biết anh vẫn còn yêu Ái Liên. Nếu Ái Liên biết dừng lại, có thể Đạt cũng sẽ tha thứ cho cô, dù tổn thương mà cô gây ra cho anh không thể nào lành lại được nữa. Thời gian này không hiểu sao trong lòng Đạt luôn có dự cảm không tốt. Đạt đã tiến hành và nhanh chóng hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần cho ông Đường. Đạt chỉ giữ lại 24% số cổ phần. Còn bao nhiêu, Đạt đều lấy tên ông Đường. Lúc Đạt mới đổ bệnh, tình hình công ty rối ren. Quốc Hùng đã mua được 4% số cổ phần những người bán ra, nên bây giờ số cổ phần của Quốc Hùng đã là 15%. Còn số cổ phần của ông Đường đã là 20%. Không dừng lại ở đó, Đạt đã tìm hiểu và làm việc với luật sư Trần Quân, một luật sư uy tín của thành phố. Đạt ấy còn là một người trung niên tráng kiện. Ông Trần Quân không biết nguyên nhân vì sao anh nhờ ông phải lập di chúc. Tuy vậy, ông Quân cũng đã tư vấn cho Đạt những bước cần tiến hành khi làm di chúc và người lập di chúc cho Đạt. Một tuần sau, di chúc đã được lập ra với sự chứng kiến của Quốc Hùng và chú Hòa, chú ruột của Đạt. Bản di chúc được công chứng và giữ tại văn phòng luật sư. Trừ những người trong cuộc thì những người khác đều không biết đến việc lập di chúc, ngay cả ba má của Đạt. Trước mắt mọi người trong công ty, khác với lúc trước, bây giờ Đạt tỏ ra chăm sóc, yêu thương hơn. Nhiều lúc có mặt mọi người, nhất là khi có Năm, Đạt lại cố ý hôn lên má vợ, xoa xoa cái bụng bầu đã đến tháng thứ bảy. Ở các bữa ăn gia đình, Đạt luôn cố ý gắp thức ăn cho Ái Liên, luôn miệng dặn dì Hiền phải chú ý tới chế độ dinh dưỡng cho vợ anh. Thái độ đó của Đạt làm cho Năm cảm thấy rất khó chịu. Năm ghen với Đạt, như thể Ái Liên là người đàn bà của anh ta. Hai tuần sau khi Đạt ra viện, Năm đã đề nghị với Đạt để Năm ra ăn bên ngoài vì có một quán cơm mới mở ở gần công ty. Đạt không níu kéo lại như Năm vẫn nghĩ mà đồng ý luôn. Điều ấy khiến cho Năm có phần lo lắng. Không lẽ Đạt đã nhận ra điều gì rồi chăng? Lòng đầy đố kỵ, Năm không còn xem Đạt là bạn, là người ơn như trước. Hôm nay Đạt cùng với ba má về quê ăn kỳ bà nội. Lúc chiều Đạt đã điện thoại báo cho vợ biết anh sẽ ở lại nhà chú Hòa dưới quê luôn, vì cũng đã uống khá nhiều, không thể tự lái xe về nhà. Chưa kể sợ bị công an phạt, mà còn sợ lái xe không an toàn. Ái Liên như mở cờ trong bụng, bên ngoài vẫn tỏ ra tiếc nuối vì chồng không thể về nhà. Ái Liên nhắn tin hẹn gặp Năm sau giờ làm. Tất nhiên là Năm nhận lời ngay vì đã gần tháng nay Năm không có cơ hội để gặp riêng người tình. Năm nôn nóng cuộc hẹn đến nỗi khi cho xe tải ben chui vào cửa hàng. May những người ở gần đó la to, không thì Năm đã tông phải tám người bốc phát đứng ở phía sau xe. Mọi người được một phen hú vía vì lâu nay ai cũng khen là Năm chính là tay lái lụa trong công ty. Trong khi mọi người lo lắng như thế thì Năm lại cười thầm trong bụng. Tình cờ một kế hoạch đèn tối chợt lóe lên trong đầu Năm. Nếu có cơ hội thuận lợi, nhất định Năm sẽ thực hiện. Năm không thể chịu nổi cái cảnh người đàn bà của mình ân ái với người đàn ông khác, cho dù đó là chồng của cô ta đi chăng nữa. Năm cũng không thể để con mình gọi tình địch là ba. Tan giờ làm, Năm đóng cổng công ty. Năm vào trong tắm rửa tay quần áo thật lịch sự để sang bên nhà Ái Liên. Năm đi ra đường, nhìn vào sân, vẫn thấy chiếc xe đạp của bà Hiền dừng bên trong. Năm lững thững đi bộ đến quán ăn gần đó, gọi một đĩa cơm sườn rồi thong thả ăn. Mãi khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, Năm lấy điện thoại trong túi áo ra xem thì là cuộc gọi của Ái Liên. Năm không ăn nữa, đứng lên thanh toán tiền rồi vội vã ra về. Cổng nhà Đạt vẫn mở, Năm ngó trước ngó sau rồi lẻn vào. Thấy có chìa khóa sẵn ở cổng, Năm khóa lại rồi cầm chìa khóa vào trong. Ái Liên đang đứng trước hiên, cô chào đón người tình bằng một nụ cười rạng rỡ.
Khi hai người bước vào trong nhà, khi cánh cửa vừa khép, Năm lập tức định ôm lấy Ái Liên, không để ý Ái Thù cũng đang đứng cạnh đó. Ái Liên nháy mắt cho Năm, cậu ta kịp thời nhận ra. Năm cười cười nói, chà, lâu rồi mới gặp lại Ái Thù. Ái Thù ngây thơ hỏi, đúng rồi, mà sao mấy bữa nay cậu Năm không sang nhà ăn cơm? Năm xoa đầu Ái Thù, không phải là cháu không cho cậu Năm sang sao? Đâu có đâu. Ái Liên nhìn con gái, con lên phòng đi, má có việc muốn nhờ cậu Năm. Con ở lại chơi tí không được sao má? Không được, người lớn nói chuyện trẻ con không được nghe. Ngoan, ngày mai cậu Năm sẽ mua quà cho. Ái Thù quay sang Năm. Thật nghe cậu? Năm cười bảo, cháu muốn gì nói đi, cậu sẽ mua cho. Ái Thù ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Để cháu nghĩ đã, mai cháu sẽ nói. Được rồi, cháu cứ nghĩ đi. Dương đứng ở trên bậc thang nhìn xuống, nó thấy em gái đang nói chuyện thân mật với Năm. Nó lập tức gọi to, Ái Thù, lên đây anh bảo. Ái Thù lập tức chạy lên cầu thang, bước lên các bậc thang, vui vẻ nói, cậu Năm hứa sẽ tặng quà cho em đó. Không cần đâu, em muốn gì em nói đi, anh sẽ mua cho. Nhưng em thích quà của cậu Năm. Anh đã nói không cần mà. Ái Thù đã bước đến gần Dương. Dương nhìn xuống dưới với vẻ bực bội, rồi kéo em gái vào lòng. Dương đóng cửa rồi bảo, cậu Năm là người xấu, em không được lấy gì của cậu ấy. Em không tin, em hỏi bà nội xem anh nói có đúng không. Hai đứa trẻ vừa vào phòng chúng, lập tức Ái Liên cũng đã kéo Năm vào phòng ngủ. Lâu lắm rồi mà có dịp gặp riêng với nhau. Nếu không vì cái bụng đã vượt mặt của Ái Liên, Năm đã không chịu ngồi yên, chỉ hôn hít và áp mặt vào bụng người tình để biết được cử động của đứa con trai. Ái Liên cầm tay Năm, thở dài nói, anh đừng thấy bề ngoài anh Đạt tỏ ra yêu thương em như vậy mà anh tưởng thật, mà ghen tuông vô cớ. Hình như anh Đạt đã nghi ngờ về mối quan hệ của hai chúng ta. Trước mặt mọi người thì giả tình giả nghĩa, nhưng chỉ khi hai vợ chồng với nhau, anh ấy rất lạ. Năm ngẩn lên. Lạ là lạ thế nào, em nói ra xem. Lúc trước dù anh Đạt không hề mặn mà trong chuyện chăn gối, nhưng lúc ngủ lúc nào anh ấy cũng ôm em. Bây giờ em có bầu như thế này làm sao mà ôm. Mà nè, em vẫn còn tình cảm với hắn dữ nha. Anh Đạt là chồng của em mà. Năm tức tối. Còn anh là gì của em? Ái Liên vòng tay ôm cổ Năm kéo xuống, hôn lên môi Năm. Anh đừng tức giận, sao anh lúc nào cũng hỏi em chỉ một câu đó? Anh biết anh là gì rồi mà, em lúc nào cũng yêu anh. Anh là người quan trọng với em, là tình nhân của em. Năm hài lòng mỉm cười nói. Anh tin em. Anh dám không tin em sao? Nếu không yêu anh, sao em lại mang thai con anh và rồi sinh con cho anh chứ? Năm quỳ xuống trước mặt Ái Liên. Em nói thật cho anh biết, đối với em, Đạt và anh em sẽ chọn ai? Ái Liên lắc đầu bảo, em làm gì có sự lựa chọn. Em cần cả hai. Đạt cho em tiền, anh cho em tình. Em không muốn đánh mất ai trong hai người cả. Năm thở ra bảo, em thật là tham lam. Ái Liên cười nhạt đáp, đúng, nếu như em không tham lam, bây giờ anh có thể ngồi đây trong phòng ngủ của vợ chồng em sao? Vả lại anh vẫn còn bà vợ dưới quê, anh vẫn còn yêu chị ta vẫn là vợ hợp pháp của anh. Em nhắc tới vợ anh làm gì chứ, anh chỉ xem cô ta là má của ba đứa con anh thôi. Em không tin như vậy đâu. Anh đừng nói lúc về nhà anh không ngủ với vợ nha. Không có đâu, anh thề mà, ra đều bị xe tông. Ái Liên đưa tay lên che miệng Năm. Em tin, lần sau anh đừng có thề độc như vậy, em không thích đâu. Được rồi, anh nghe. Năm chợt đẩy nhẹ Ái Liên nằm xuống, Năm cũng nằm xuống bên cạnh. Hai người quay mặt vào nhau, Năm lại sờ lên bụng của Ái Liên mắng yêu. Cũng tại nhóc này mà ba má không làm gì được cả. Hai người hôn nhau đắm đuối, Ái Liên quên luôn mình đang có thai, cởi quần áo của mình và của Năm ra. Khi hai người chuẩn bị làm tình, thì có tiếng kẹt cửa và sau đó là tiếng mở cửa. Ái Liên hoảng hốt, mặc lại chiếc áo ngủ, ra dấu cho Năm rồi bước về phía cửa phòng. Đạt đã đóng cửa lớn, anh đang đứng gần cầu thang. Khi Ái Liên mở cửa ra, Đạt đã đứng trên cửa. Ái Liên khép cửa lại,
làm cho Đạt rất ngạc nhiên. Đạt lên tiếng. Em làm sao thế? Tại sao lại không cho anh vào? Ái Liên vẫn đứng trước cửa. Sao anh nói tối nay anh ở lại nhà chú Hòa dưới quê? Đạt cúi người xuống, ghé môi vào tai vợ nói. Nhưng bây giờ anh lại muốn về nhà không được sao? Đạt xô cánh cửa, bước vào bên trong. Thấy trong phòng ngủ chỉ có ngọn đèn yếu ớt. Đạt bật công tắc tất cả các ngọn đèn lên. Ái Liên sợ hãi bước theo. Đạt nhìn xung quanh không thấy ai. Anh đến cái tủ âm tường mở tủ ra, nhìn vào bên trong. Ái Liên đi theo chồng, miệng hỏi. Anh đang làm gì vậy? Em ở trong phòng một mình sao? Còn có ai ở đây không? Còn có một người đàn ông. Mặt Đạt đỏ bừng lên. Còn một thằng đàn ông sao? Em thật là to gan bằng trời, dám dẫn đàn ông vào phòng ngủ. Em gọi hắn ra đi. Gọi làm gì nữa? Trong phòng này chẳng phải có em và anh sao? Anh muốn gọi ai? Đạt nhìn vợ dò hỏi. Em nói thật đấy chứ, chỉ có anh và em thôi sao? Anh à, hôm nay anh bị sao vậy? Đạt e hèm một tiếng, rút điện thoại ra, chuẩn bị bấm số. Ái Liên bước tới, giật điện thoại trên tay chồng. Anh gọi điện cho ai vậy? Đêm khuya rồi, đừng làm phiền người ta. Đạt cười lạnh. Gọi điện thoại cho người đàn ông đang ẩn nấp trong nhà này. Chỉ cần chuông reo lên, anh sẽ biết là anh ta đang ở đâu. Anh đang nghi ngờ em phải không? Anh thấy có đôi dép đàn ông trước cửa. Anh say rồi, là dép của anh mà. Thật không? Tự dưng Ái Liên nhìn thẳng vào mặt Đạt nói. Chúng ta ly hôn đi. Đạt hơi bất ngờ. Em nói gì thế? Ái Liên nghẹn ngào nói. Anh không còn tin tưởng em, anh nghi ngờ em. Vậy thì chúng mình còn sống với nhau làm gì? Anh viết đơn đi, em sẽ ký cho. Hai đứa trẻ đã ngủ nên không nghe tiếng cãi nhau của bà má. Đạt rít lên. Nếu như em đã muốn như thế, anh sẽ thành toàn cho em. Mai anh sẽ viết đơn. Em hài lòng chứ? Anh sẽ trả tự do để em đến với người đàn ông mà em yêu. Em là đồ phản bội, rồi em sẽ phải trả giá cho hành động của em. Anh say rồi, anh có bằng chứng gì mà nói em là đồ phản bội? Hay anh có người đàn bà khác, bây giờ anh về đây làm loạn? Em mệt mỏi lắm, em không chịu đựng nổi nữa. Đạt bước tới gần Ái Liên, lấy tay nâng cầm cô lên. Em không chịu đựng được nên mới đi tìm đình mới đúng chứ? Ái Liên hất tay Đạt ra, nhưng không thể. Hai ngón tay của Đạt như một cọng kìm ép chặt mặt cô. Ái Liên hét lên. Đồ vũ phu, anh buông tôi ra. Đạt từ từ buông tay. Anh đi vào phòng tắm nói vọng ra. Em hãy nói với người tình của em trốn cho kỹ đi. Nếu tôi mà bắt được hắn, tôi sẽ không tha thứ cho đâu. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên. Ái Liên nhìn quanh, bỗng thấy một cái đầu từ dưới giường nhô ra. Ái Liên đến đứng ở cửa phòng tắm, ra hiệu cho Nam thoát ra ngoài. Nam len lén đi theo phía cửa sau. Một lát sau, Ái Liên chốt cửa. Trong lòng vẫn còn bàng hoàng vì chuyện mới xảy ra. Rõ ràng là Đạt đã nghi ngờ cô. Cô lên giường, nằm quay mặt vào trong, nhắm mắt, giả vờ ngủ. Tiếng cửa phòng tắm mở ra, rồi tiếng dép loẹt quẹt đi trên sàn nhà, rồi dần xa. Ái Liên quay người lại hé mắt ra. Đạt vừa ra khỏi phòng, bước chân anh đã tiến về phía cầu thang. Ái Liên thở dài, chờ đợi Đạt sẽ quay trở lại. Nhưng 30 phút, rồi 1 giờ 2 giờ trôi qua, vẫn không thấy Đạt quay trở lại. Có lẽ Đạt đã ngủ ở phòng khách. Ái Liên rón rén bước lên lầu. Hai đứa trẻ đã ngủ. Cô đến phòng khách, nhẹ nhàng mở cửa nhưng không thể, vì cửa đã bị chốt ở bên ngoài. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Máu Đàn Bà, được viết bởi tác giả Phạm Xuân. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.